Nữ nhân này chính là Lữ Vô Song sao? Côn Lâm thụ sướng sờ, nghĩ đến sự vô lễ của mình trước đó, hắn đột một kinh hoàng, vội vàng chắp tay hành lễ theo. Lữ Vô Song phiêu phiêu dục tiên, đôi mắt sáng lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn mọi người, chỉ là khi phát hiện người đi ra nghênh đón có hơi nhiều, đám người như hữu đạo không quen biết cũng chạy ra góp cho đủ số. Nàng không để ý tới đám người như hữu đạo mà nghiêng đầu về phía Côn Lâm thụ thoáng ra hiệu, giọng điệu lạnh nhạt nói. Có chuyện gì xảy ra, giọng nói êm tai như tiếng nước suối róc rách trong trẻo và cũng lộ ra sự vô tình lạnh giá chấp sự của vô song thánh địa đóng lại đây lập tức tiến lên một bước chắp tay bẩm báo thánh tôn có lệnh phái nhân viên điều tra đến này để tra hỏi về một vụ án phóng hỏa hắn vội vàng kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ ngao phong lại có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn trong lòng vô cùng kinh hoàng như hữu đạo cúi đầu chắp tay hầu kết cũng không ngừng lên xuống mấy lần phản ứng của trái tim hắn cũng không quá tốt thực sự đối mặt với một người như lữ vô song một khi ra tay thì đừng mơ tưởng tới hai chữ phần thắng làm gì điều đó căn bản không thể tồn tại được nghiêu hữu đạo lữ vô song nghi ngờ hỏi một tiếng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người và nói ở đâu nghiêu hữu đạo lập tức bước nhanh về phía trước chắp tay nói nghiêu hữu đạo tham kiến thánh tôn lữ vô song ai cho ngươi quyền đến vô lượng viên điều tra vụ án lời này vừa nói ra trái tim ngao phong cũng muốn nâng lên tới cuống họng rồi đã đến nước này, Nghiêu Hữu Đạo không còn đường lui chỉ có thể bình tĩnh trả lời. Trừ chín đại thánh địa ra, các nơi khác đều có thể điều tra. Trong quyền hạn thánh tôn đưa ra cũng không có quy định không thể điều tra vô lượng viên. Lữ vô song, có điều tra ra được gì không? Nghiêu Hữu Đạo, còn có đợi kiểm tra kết quả cuối cùng. Lữ vô song lạnh lùng nhìn về phía chấp sự vô song thánh địa hỏi. Cây ăn quả thế nào? Ngao Phong bỗng cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cảm giác sắp không khống chế được vật háng nữa trong lòng hắn điên cuồng mắng như hữu đạo, trước đó còn nói sớm muộn sẽ bị tên này hại chết, không nghĩ tới thật sự có khả năng một lời thành sấm như vậy. Tim như hữu đạo cũng đập nhanh hơn, chấp sự kia cung kính nói, vừa rồi đã kiểm tra qua, tất cả bình thường không có vấn đề gì. Lữ vô song nhìn về phía như hữu đạo, bên trong vô lượng viên có nội gian, vụ hỏa hoạn kia là do có người ý đổ cấu kết trong ngoài, người đã nắm giữ được manh mối sao. Cái gì gọi là lời đã nói ra như nước đổ ra ngoài. Hôm nay Nưu Hữu Đạo xem như đã hiểu rõ rồi, trước đó hắn nói lời này nhằm dao động đám người trong vô lượng viên, bây giờ thật sự là nước đổ khó hốt, không thể không tiếp nhận. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Bẩm Thánh tôn, đúng vậy, Lữ Vô Song, ngươi nắm giữ manh mối chỉ về người nào?" Nưu Hữu Đạo chắp tay và nhìn xung quanh một lát, do dự nói: "Bây giờ chưa xem xét kết quả cuối cùng, chưa nắm được bằng chứng chính xác, ta lo lắng sẽ xảy ra sai lầm nên không dám nói bậy." Lữ Vô Song lạnh như băng nói: bản tọa bảo ngươi lập tức nói ra, chuyện này, như hiểu đạo thật sự khó xử, thứ không có căn cứ thì căn bản không có bất kỳ đối tượng nào, giờ bảo hắn làm sao nói ra khỏi miệng đây. Hả, Lữ Vô Song nghi ngờ hỏi, sao vậy, lời bản tọa nói không tác dụng sao, ngươi tính chống cự không nói à, ta không dám, như hiểu đạo vội vàng phủ nhận, trong đầu không ngừng suy nghĩ rồi nhắm mắt nói. Chứng cứ xác thực còn không có xác định được, tại hạ thật sự không dám nói bậy nếu như thánh tôn muốn tại hạ nói ra bây giờ thì tại hạ không dám giấu chỉ mong thánh tôn cho phép tại hạ tới gần nói nhỏ chỉ báo cho một mình thánh tôn được biết hắn vừa ngước mắt lên thì thấy đôi mắt lạnh lẽo của lữ vô song xem hắn như run dế hắn vội vàng bổ sung tại hạ nghi ngờ bên trong có nội gian thực sự không thích hợp ngang nhiên nói ra một khi nói ra ở trước mặt mọi người sợ sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra sau đó rất mong thánh tôn minh giám đôi mắt lữ vô song sáng ngời và liếc nhìn mọi người sau đó lạnh lùng nói một từ. Cho phép, Nghiêu Hữu Đạo lập tức xoay người quay lưng qua chỉnh lại quần áo với dáng vẻ nghiêm túc không dám khinh thường, đồng thời ánh mắt quét tới quét lui giữa đám người và tiếp xúc với ánh mắt Ngao Phong một chút rồi kín đáo ra hiệu. Trong lòng Ngao Phong hồi hộp nhưng vẫn hiểu được ý của đối phương, cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để thu hút sự chú ý, muốn mình gian lận ngay trước mắt Lữ Vô Song. Trong lòng nhất thời điên cuồng thăm hỏi tổ tông của Nghiêu Hữu Đạo. Bây giờ hắn thật sự hối hận, hối hận vì đã quen biết Nghiêu Hữu Đạo, hối hận vì mình bị lợi ích làm mê muội tâm can mới đi cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo ở Hoang Trạch Tử Địa, kết quả từng bước đi vào trong bẫy của Ngưu Hữu Đạo. Đầu tiên là bị buộc phải làm chứng giúp Ngưu Hữu Đạo, đắc tội tất cả phiếu miều các, khiến cho mình thật vất vả mới có được cơ hội rời khỏi Vô Lượng Viên lại tan biến, ở lại Vô Lượng Viên thì trong ngoài đều không có người, còn bị xa lánh tới mức phải ra trông cửa. Tiếp theo lại giúp Ngưu Hữu Đạo đưa đồ vào Vô Lượng Viên, gây ra một lần hãi hùng khiếp vía, làm đến bây giờ lại có thể tự tay trộm vô lượng quả mà trong thiên hạ gần như không có người nào dám động tới. Nói chung, từ khi bắt đầu biết nghiêu hữu đạo thì chưa từng có ngày nào thư thái. Hắn ở vô lượng viên yên tĩnh nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghĩ tới việc đột nhiên kích thích đến tình cảnh như ngày hôm nay. Bây giờ còn phải động tay động chân ở ngay trước mặt lữ vô song. Hắn theo bản năng nhìn xung quanh một lát nhưng không có đường lui. Hắn đi tới ngày hôm nay đã thật sự không còn đường lui nữa rồi. Ngưu Hữu Đạo chỉnh lại quần áo đã chú ý đến phản ứng của hắn, nhận ra được hắn đang kinh hoàng nên nhân lúc ánh mắt Ngao Phong lại nhìn qua thì chuyển thành thúc giục, ép hắn phải quyết định. Không còn đường lui, Ngao Phong đành bất chấp khẽ gật đầu. Nhận được tin tức xác nhận, làm cho Ngao Phong hạ quyết tâm xong, Ngưu Hữu Đạo mới vuốt hai ống tay áo xuống giống như phủi bụi, lúc này mới xoay người và cung kính đi về phía Lữ Vô Song. Cả thiên hạ, sợ rằng không có nhiều người có thể ngang nhiên đứng ở gần Lữ Vô Song, đặc biệt là nam nhân dù sao Lữ Vô Song cũng là một nữ nhân, mà hôm nay Nhiêu Hữu Đạo xem như là một người, hơn nữa còn đứng rất gần. Làn da Lữ Vô Song trắng mịn màng, có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông tơ. Có thể nhìn Lữ Vô Song ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của Lữ Vô Song phả tới cũng coi như là cơ hội hiếm có. Nhiêu Hữu Đạo không có tâm tư nào quan tâm khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Vô Song, trong giây phút nguy hiểm tới tính mạng như vậy, có là nam nhân bình thường cũng không có nhã hứng đó. Hắn ghé sát vào bên tai của Lữ Vô Song, giơ hai tay che môi và khẽ nói thầm. "Đinh vệ, hắn nói ra cái tên này cũng là vì bất đắc dĩ, hắn không hiểu rõ về những người trong cấp bậc liên quan, nhưng lại tiếp xúc tương đối nhiều hơn với Đinh vệ. Quan trọng là hắn đã đắc tội Đinh vệ, một khi có cơ hội, Đinh vệ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như thế, chuyện tới nước này cũng chỉ có thể là chết đạo hữu không chết bần đạo, tạm thời cứ qua cửa ải trước mắt này đã rồi nói sau." Lữ Vô Song bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chấp hiện nói. Người xác nhận là hắn sao, mọi người bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng tất cả đều kinh ngạc không hiểu, không biết Nghiêu Hữu Đạo nói tới ai mà cuối cùng lại khiến Lữ Vô Song có phản ứng lớn như vậy. Nghiêu Hữu Đạo, trước mắt còn chưa hoàn toàn tìm ra được manh mối nên tạm thời chỉ có thể nói là nghi ngờ. Lữ Vô Song, sao lại nghi ngờ, chương 1697, lượn một vòng trước quỷ môn quan. Nghiêu Hữu Đạo dịch bước và ghé miệng sát bên tai nàng. Ngay từ lúc đầu, Vô lượng viên trước sau xảy ra vụ lửa lớn cùng Hồng Vận Pháp chết, Tiểu Nhân chỉ nghi ngờ vụ hỏa hoạn và Hồng Vận Pháp chết có liên quan đến nhau. Có kẻ định lấy vụ hỏa hoạn ở vô lượng viên để rời đi chứng cứ điều tra về nguyên nhân cái chết của Hồng Vận Pháp. Ban đầu Tiểu Nhân cũng không có nghi ngờ Đinh Vệ. Sau vụ hỏa hoạn, Ti trước có ý định đến vô lượng viên điều tra lại vừa vận gặp Đinh Vệ muốn tới nên nhân cơ hội theo Đinh Vệ đến đó. Chính là lần tiến vào vô lượng viên, Tiểu Nhân phát hiện ra một vài cảm giác không thể nói rõ ràng. Trung quy luôn cảm giác lời nói và việc làm của Đinh vệ có chút không bình thường. Cũng chính là lần đó, Đinh vệ khiến tiểu nhân nghi ngờ. Ti trước lại liên tưởng đến cái chết của Hồng Vận Pháp, nghe nói việc xét xử vụ án của Hồng Vận Pháp được tiến hành bí mật, chủ trì điều tra việc này chính là Đinh vệ, dưới tình huống bảo mật ai có thể để lộ tin tức trước Đinh vệ được. Tiểu nhân suy nghĩ rất đơn giản, lẽ nào bản thân Đinh vệ lại không thể đáng nghi sao? Chính vì nghi ngờ này, tiểu nhân đã chú ý tới đám người Đinh vệ và vẫn luôn âm thầm điều tra quả nhiên đã tra ra một vài điều khác thường, lúc này mới có hành trình tới vô lượng viên. Lữ vô song hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nàng biết nhiều chuyện hơn Ngưu Hữu Đạo, dựa theo cách nói này của Ngưu Hữu Đạo, nàng nghĩ đến một chuyện khác. Thám tử phiếu miều các bên trong vạn thú môn mất tích, cũng là phát sinh trước khi đinh vệ phái người chạy tới. Trên người phát sinh hai chuyện khả nghi, suy nghĩ thật sự có chút vấn đề. Nói cách khác, nếu thật sự nghĩ theo lời Ngưu Hữu Đạo nói, lần này chẳng những có thể điều tra rõ kẻ phía sau vụ phóng hỏa, còn có khả năng bắt được Hồng Vận Pháp. Những người khác thấy hai người nói nhỏ, sau đó nhìn vẻ mặt Lữ Vô Song dường như suy nghĩ tới điều gì, trong lòng mọi người càng kinh ngạc không hiểu. Xem ra Nghiêu Hiếu Đạo không phải bắn tên không đích mà thật sự kiếm được người gây rối, chỉ không biết rốt cuộc là ai. Sau khi lấy lại tinh thần, Lữ Vô Song hỏi, người có thật sự nắm chắc bắt được nội gian không? Nghiêu Hiếu Đạo, cho tiểu nhân thời gian 3 ngày, đợi tiểu nhân kiểm tra tất cả khẩu cung rõ ràng chắc chắn có thể cho thánh tôn một câu trả lời lữ vô song bình tĩnh nói vậy ngươi ở lại đây cố tìm manh mối rồi nói sau như hữu đạo sao có thể ở chỗ này được nếu thật sự ở lại thì sợ rằng đời này đừng mong sống sót rời đi hắn vội nói làm vậy không ổn căn cứ vào manh mối bên trong vô lượng viên rất có thể có nội gian là một người khác còn là đã hành sự dây chuyền nên không ai dám bảo đảm vô lượng quả nhiều người trông coi như vậy một người sẽ không thể trộm được vô lượng quả nếu thật có người cấu kết với nhau người có tâm nhất định sẽ không để cho tiểu nhân sống sót tiểu nhân ở chỗ này chính là tự tìm chết tiểu nhân tới đây đã khiến cho nhiều người không thích vì an toàn mà không tiếc kéo nhân viên đôn đốc kiểm tra tám phái cùng đến để tăng thêm lòng dũng cảm lữ vô song lạnh lùng nhìn lướt qua đám người cung kính trước mắt lại quay đầu chậm rãi nói nếu thế khi đến đây đôn đốc kiểm tra vì sao không đầu báo lên trước nếu trình báo thì phía trên tất nhiên sẽ phái người tới trợ giúp ngươi. Nghiêu hữu đạo, không phải là không báo, mà là không dám báo. Chỉ cần kim sĩ đưa tin không trực tiếp rơi vào trong tay của thánh tôn, tiểu nhân cũng không dám báo. Thứ hai là một khi điều động nhiều người cũng có ý nghĩa là để lộ tin tức, chuyện này chỉ có thể bất ngờ điều tra, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Nguyên nhân khác chính là trước khi không có chứng cứ thiết thực, tiểu nhân không dám nói lung tung. Lữ vô song không nghi ngờ nghiêu hữu đạo dám lừa gạt mình, nàng im lặng một lúc, chợt quyết đoán nói. Được, bản tọa tính toán cả thời gian đi đường, cho người năm ngày, các người lập tức quay về Vấn Thiên Thành. Trở lại Vấn Thiên Thành lập tức lấy danh nghĩa của ta ra lệnh tất cả nhân viên vô song thánh địa bên trong Vấn Thiên Thành bảo vệ việc ăn uống ngủ nghỉ của ngươi hàng ngày, không để bất kỳ người nào quấy nhiễu. Sau đó vô song thánh địa sẽ phái người đi chấn thủ, phối hợp trợ giúp người kiểm tra chứng cứ. Vâng, Nghiêu Hữu Đạo lui ra phía sau một bước, chắp tay nhận lệnh. Lữ vô song nhìn mọi người trước mặt và lạnh lùng nói. Nhân viên đôn đốc kiểm tra tám phái nghe lệnh, từ lúc này nghe theo sự điều động của Ngưu Hữu Đạo, toàn lực phối hợp Ngưu Hữu Đạo điều tra rõ án này, không được chậm trễ. Xem ra, thật sự là cơ hội lập công rồi. Tinh thần đám người Thái Thúc Sơn Hải phấn chấn, cùng nhau chắp tay nhận lệnh. Xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn, thấy trời gần tối, Lữ vô song hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Còn không đi, Ngưu Hữu Đạo cung kính nói. Hồi bẩm Thánh Tôn, không thể phá bỏ quy định của vô lượng viên, chúng ta từ vô lượng viên đi ra phải tiếp nhận kiểm tra soát người, bằng không có chuyện gì, đám tiểu nhân sẽ không thể rửa sạch lỗi oan. Khóe miệng ngao phong khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng, khốn kiếp, đã đến lúc này rồi mà làm đĩ còn không quên lập đền thờ, quả thật là muốn phủi sạch sẽ. Hắn xem như đã phục nghiêu hiếu đạo, đổi lại thành hắn thì đã khiếp sợ đến mức bắp chân như nhũn ra, hận không thể nhanh chóng thoát thân mới tốt, còn dây dưa làm gì. Lữ vô song thật sự không nói được gì về điều này, nàng hất cằm với chấp sự phái đóng ở đây và ra hiệu. Lúc này chấp sự phái ở đây hưởng ứng, vội vàng phất tay triệu tập người lập tức tiến hành kiểm tra soát người nghiêm ngặt cẩn thận đối với nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái. Kể cả vũ khí trả lại cho đám người như hữu đạo cũng được nghiêm ngặt kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận không có bất kỳ điều gì khác thường, mới cho đám người như hữu đạo đi. Trước khi chia tay, như hữu đạo lướt nhìn nhìn về phía Ngao Phong, Ngao Phong khẽ gật đầu trong bụi cỏ dưới chân ngao phong có tảng đá hắn lại đứng ở bên cạnh tảng đá tảng đá dĩ nhiên chính là khối đá lớn kia nhân lúc nghiêu hữu đạo cùng lữ vô song nói nhỏ thu hút chú ý của tất cả mọi người hắn ung dung thản nhiên đẩy rơi vào trong bụi cỏ dưới chân nghiêu hữu đạo thở phào nhẹ nhóm bỗng chủ động tới sát bên cạnh lữ vô song không biết lại nói thầm câu gì với lữ vô song chỉ thấy lữ vô song khẽ gật đầu biểu thị biết lúc này nghiêu hữu đạo mới chính thức bái lại từ biệt lữ vô song sau đó phất tay Phi cầm được nhân viên tám phái khống chế bay lên không trung. Lữ Vô Song nhìn theo một lát sau đó quay đầu, ánh mắt đảo qua mọi người và chậm rãi nói: "Từ giờ trở đi, không được sự cho phép thì bất kỳ kẻ nào bên trong vô lượng viên cũng không được truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì, người nào trái lệnh chết." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên nhận lệnh, thân hình Lữ Vô Song lóe lên, tiến bên trong vô lượng viên, trực tiếp bay đến bên cạnh cây vô lượng quả. Ba con nhà tường như yêu ma biến hóa, bảo vệ ở bên cạnh cây ăn quả mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhìn chằm chằm vào người tới trong đôi mắt lữ vô song nhìn lướt qua trên cây vô lượng quả một lượt xác nhận không việc gì mới nói với chấp sự phái chạy tới bên cạnh mấy ngày này tất cả đều lên tinh thần cho người ta theo dõi chặt chẽ tình hình bên trong vô lượng viên có bất cứ điều gì khác thường đều phải lập tức quan tâm chấp sự phái ở đây chắp tay nói vâng lữ vô song lắc người rời đi không dừng lại đi rồi trong không trung sau khi rời xa vô lượng viên Nưu Hữu Đạo cuối cùng mới dám chậm rãi thở ra một hơi, trước đó có thể nói là một lần đánh cược, cược lữ vô song tự cho mình là thanh cao sẽ không để yên với một kẻ lắm lời như hắn, thật sự muốn truy hỏi chi tiết, những lời nói bịa đặt của hắn căn bản sẽ không xài được. Chương 1698, Nưu Hữu Đạo chết. Một, Có thể nói là hắn đã lượn một vòng trước quỷ môn quan. Chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ, Nưu Hữu Đạo ra dấu tay, nhân viên tám phái cùng hắn hạ xuống trong núi rừng. Sao vậy? Thái Thúc Sơn Hải vừa hạ xuống đất liền hỏi, Nghiêu hữu đạo, mọi người phân công nhau hành sự, ta muốn đi một chuyến tới Hoang Trạch Tử Địa. Thái Thúc Sơn Hải cò mò, Hoang Trạch Tử Địa, đây là căn dặn của vô song thánh tôn sao? Nghiêu hữu đạo, không phải, dù sao ta đang ở yêu hồ tư, ngày mai tiến trừ theo thông lệ của yêu hồ tư sẽ phải kết thúc nên có một số việc bất đắc dĩ, ta muốn đi cũng chỉ là một người đi ngang qua thôi. Về phần các ngươi, nhớ kỹ không nên cùng nhau trở lại, từng người mang theo khẩu cung phân tán ra quay về vấn thiên thành theo các con đường khác nhau. Trưởng lão vạn thú môn an thủ quý hỏi, vì sao, Ngưu Hữu đạo, không thể coi thường người liên quan đến vụ án này được, có để lộ tin tức hay không thì không ai biết. Các người mang theo đồ, làm không tốt sẽ chọc cho một vài người mơ ước. Nếu tập trung lại còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nên phân tán ra để quay về sẽ an toàn cho tất cả mọi người. Sau khi trở lại vấn thiên thành, các ngươi lập tức lấy danh nghĩa của vô song thánh tôn ra lệnh cho nhân viên của vô song thánh địa tiến hành bảo vệ các ngươi đây là thánh tôn đã chính miệng trao quyền nghe được lời này vẻ mặt mọi người đều nghiêm lại trong lòng cũng căng thẳng thái thúc sơn hải khẽ gật đầu hiểu rõ có hiểu hay không có bằng lòng tiếp nhận hay không cũng phải tiếp nhận lữ vô song đã chính miệng đưa ra pháp chỉ bảo bọn họ nghe theo sự điều động của ngưu hữu đạo hôm nay ngưu hữu đạo cầm lệnh tiến do lữ vô song ban cho không quan tâm hắn sắp xếp điều gì, tất cả mọi người không dám không nghe. Sau khi nhóm người thương lượng xong tuyến đường quay về liền phân tán rời đi. Trên đường bọn họ đều cảnh giác cao độ. Tuy bọn họ đều than thở về chuyện này nhưng vẫn cho rằng chuyến đi này không tệ. Không nói chuyện có cơ hội tiến vào vô lượng viên một chuyến, còn có nhân duyên gặp được lữ vô song một trong cửu thánh. Trước đó ngoại trừ như hữu đạo lặng lẽ gặp la thu gia, những người khác đều chưa từng thấy dáng vẻ cửu thánh ra sao. Như hữu đạo dẫn mấy người chạy tới hoang trạch tử địa trên đường lại hạ lệnh cho bốn người ẩn nấp ở trong núi sâu qua đêm. Cách hoang trạch tử địa đã không xa, chỉ thêm mấy canh giờ sẽ đến nơi. Lúc này dừng lại đây là có ý gì? Ba người côn lâm thụ không biết Nhiêu Hữu Đạo rốt cuộc suy nghĩ thế nào nên hỏi. Nhiêu Hữu Đạo cũng không nói, chỉ bảo ba người nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban đêm, ba người phát hiện ra Nhiêu Hữu Đạo đang vẽ thứ gì đó. Trong lòng Tần Quan và Kha Định Kiệt đầy kinh ngạc nghi ngờ lo lắng, phát hiện Nhiêu Trưởng Lão hành sự càng lúc càng kỳ lạ, khiến hai người hoàn toàn không hiểu nổi. Sở dĩ bọn họ lo lắng là bởi vì chuyện hai người tham gia vào chuyện rời nhân viên canh gác cửu lâu, người khác tưởng nhân viên canh gác cửu lâu được thay phiên gọi tới thẩm tra, nhưng chỉ có hai người là rõ ràng nhất, trong một thời gian ngắn tất cả nhân viên canh gác cửu lâu đều bị điều đi. Đây là tính chất gì? Vô lượng quả từng xuất hiện qua cục diện không có người trông coi. Lại thêm hai người biết bên trong vô lượng viên còn có một ngao phong, có một ngao phong làm chứng giả giúp đỡ như trưởng lão, kết hợp với nguyên nhân kết quả trước sau thì không khó suy đoán có thể xảy ra chuyện gì, hai người suy nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhưng kỳ lạ là mãi cho đến khi đi ra, vô lượng quả mà hai người lo lắng để phòng lại có thể không có việc gì, chẳng lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Khi bầu trời tối đen, như hữu đạo lại lên tiếng bảo ba người khởi hành. Khi ría chân trời hưởng sáng, từ phía xa có thể thấy được hoang trạch tử địa, như hữu đạo móc trong tay áo ra một tờ giấy và đưa cho tần quan. Chờ lát nữa, các người trực tiếp đi tới nơi này, ở chỗ đánh dấu đó có phi cầm và thứ để điều khiển phi cầm, các người lập tức lao tới địa điểm đánh dấu kế tiếp rồi chờ ta ở đó. Tần quan nhìn tờ giấy và phát hiện đó là bản địa đồ, nơi được đánh dấu trên bản đồ đều ở bên trong hoang trạch tử địa. Côn lâm thủ vẫn im lặng, cứ đi theo là đúng rồi. Kha định kiệt tới gần quan sát địa đồ một lát và không nhịn được hỏi. Trưởng lão, chúng ta đi tới đây làm gì vậy? Nghiêu hữu đạo, chỉ cần để ý đi tới đó là được. Khi nên biết các người tự nhiên sẽ biết, không nên hỏi nhiều đây cũng là vì tốt cho các ngươi thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía côn lâm thụ, ta đã hứa với hỏa phượng hoàng sẽ phải bảo vệ ngươi an toàn ở bên trong thánh cảnh. Côn lâm thụ ngạc nhiên, không biết tại sao lúc này Nhiêu Hữu Đạo lại đột nhiên nói lời như vậy. Không phải hắn cho rằng Nhiêu Hữu Đạo không nên nói như vậy, mà vào lúc này lại nói ra lời như vậy luôn khiến hắn có cảm giác là lạ. Khi ba người đều đang suy nghĩ về sắp xếp của Nhiêu Hữu Đạo, hồi xí điều đã tới gần ranh giới của hoang trạch tử địa, Nhiêu Hữu Đạo lại nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ đi tìm các ngươi sau. Dứt lời hắn lắc người và nhảy ra khỏi hôi xí điêu, từ trên cao bay nhào xuống. Ba người cùng thò đầu nhìn xuống, thấy Ngưu Hữu Đạo ẩn hiện hóa thành một chấm đen biến mất ở trong mặt đất mờ mịt. Đạo gia muốn làm gì vậy? Côn Lâm thụ chợt hỏi một câu, hắn vẫn đang suy nghĩ về lời Ngưu Hữu Đạo nói, chung quy cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tần Quan thở dài, trưởng lão hành sự thật sự khiến cho người ta không thể cân nhắc ra được, nên khó có thể nói được ngài an bài như vậy hẳn có nguyên nhân nói chung chúng ta cứ làm theo an bài của hắn là được ừ kha Định kiệt cũng gật đầu côn lâm thụ vẫn có chút buồn bực không biết mục đích chuyến đi của mình lần này là gì thật vất vả mới ra ngoài một lần hình như cũng chỉ chạy tới chạy lui mà không làm gì cả như hữu đạo hạ xuống đỉnh một ngọn núi bộ xương bắt mắt bị phong hóa vẫn còn đây là nơi thái thúc sơn thành bỏ mạng như hữu đạo xem như đã từng tới đây nhiều lần dưới núi đá cao chót vót có một động nhỏ có thứ gì đó đang chấp động. Nghiêu hữu đạo tập trung nhìn qua, đó chính là tộc trưởng của hồ tộc Hắc Vân hóa nguyên hình. Hắn cũng chỉ có hóa thành nguyên hình hồ ly có khả năng chui vào động nhỏ này. Nghiêu hữu đạo chậm rãi bước đi tới bên cạnh vách đá, thấy Hắc Vân không dám chui ra thì có suy đoán hỏi. Sát thủ đã tới sao? Hắc Vân ở trong động trả lời bằng tiếng người. Ngày hôm qua đã đến và vẫn nằm vùng ở xung quanh, tổng cộng có 15 người. Làm sao người biết sẽ có người tới đây giết ngươi? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, hắn cố ý dẫn tới thì làm sao có thể không biết được. Lần này hắn là từ bên chỗ xa như Lai xác nhận được có một vài người đã có động tác sau đó mới từ vấn thiên thành xuất phát. Bây giờ chỉ vài lời không thể nói rõ được, ta sẽ chậm chậm giải thích sau. Người đã bố trí tất cả theo kế hoạch của ta xong không? Hắc Vân, yên tâm, tất cả đều bố trí xong rồi. Vừa có động tĩnh thì hồ tộc ta lập tức sẽ hưởng ứng. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì được thì nhất định có thể đưa người tới giúp ngươi nghiêu hữu đạo được rồi vật tới tay chưa vừa nói đến đây hắc vân có chút hưng phấn đã nhận được tin tức tối hôm qua đồ đã thành công tới tay và đang trên đường dưa về huynh đệ ta đúng là phục ngươi thứ được bao nhiêu người mơ ước không thể có lại bị ngươi lấy được đơn giản như vậy ta tâm phục khẩu phục rồi đơn giản à nghiêu hữu đạo cười ha hả nhưng trong lúc nguy hiểm cũng lười nói nhiều được rồi tộc trưởng nịnh bợ ta ăn không tiêu đâu ta đã sắp xếp người đưa phi cầm tới địa điểm dự tính Bảo người ta nhanh mượn phi cầm đưa đồ về, để tránh đêm dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 1699, như Hữu đạo chết. Hai, Hắc Vân, ngươi yên tâm, tất cả đều bố trí dựa theo kế hoạch của ngươi rồi. Toàn bộ đều sẽ tuân theo, không dám có chỗ nào sơ suất đâu. Cẩn thận, có người đến." Dứt lời, hắn liền trốn vào sâu trong động và không dám có động tĩnh gì. như Hữu đạo cũng phát hiện ra có tiếng xé gió do người bay đến, hắn lạnh lùng nhìn bốn phía chỉ thấy dưới chân núi có một đám người vèo vèo bay qua. Cũng không nhiều không ít, chỉ 15 người áo đen bịt mặt, cả người từ trên xuống dưới thì ngoại trừ hai mắt, ngay cả hai tay cũng bịt kín. 15 người áo đen bịt mặt đã bao vây xung quanh đỉnh núi. Như hữu đạo tra xét xung quanh sau đó chậm rãi ra khỏi rìa núi đá cao chót vót. Người nào lén lén lút lút, giấu đầu giấu đuôi, tiếng khàn khàn của một người vang lên. Như hữu đạo, chúng ta đợi đã lâu rồi. Sáng sớm có gió nhẹ lành lạnh thổi qua, dưới ánh nắng chiếu xuống đầu Ngưu Hữu Đạo chăm chú nhìn về phía hắn. Bên trong thánh cảnh lại còn có người giả thành hình dạng quỷ, lần này tới đây chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành. Xem ra là các ngươi tới giết ta rồi, ai phái các ngươi tới? Ta đoán, lúc này ngoại trừ Đinh vệ ra, chắc hẳn cũng sẽ không có người nào khác, người của Đinh vệ ở bên ngoài cũng sẽ không tự mình đến đây. Huyền Diệu, Huyền Diệu đang ở đây sao? Lời này vừa nói ra, trong mắt người có giọng khàn khàn lập tức lộ ra hung quang, phất tay quát ra tay, trong phút chốc, hơn 10 người đồng thời tấn công đến, trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc. Keng, một tia sáng lạnh lẽo được rút ra khỏi vỏ, như hữu đạo hóa thành bóng mở chợt hiện sông ngược lên. Đao quang kiếm ảnh, trong tiếng ầm ầm ầm, liên tiếp có hai người bịt mặt bị như hữu đạo đánh cho bay ngược ra, như hữu đạo thừa cơ cầm trường kiếm xông ra, lao ra khỏi đám người đang dây dưa bay loạn. Người bịt mặt dẫn đầu đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến hơi kinh sợ, phát hiện mình hình như đánh giá thấp thực lực của Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng lại bị Nghiêu Hữu Đạo lao ra khỏi vây quanh. Đã bị Nghiêu Hữu Đạo đọc ra cái tên đó khiến hắn đâm lao phải theo lao, một khi để cho Nghiêu Hữu Đạo chạy thoát sẽ hậu quả khôn lường. Bởi vậy hắn không có khả năng buông tha, nhanh chóng lao tới, tự mình ra tay. Nghiêu Hữu Đạo xông ra khỏi vòng vây liền đứng ở trên vách núi và nhảy một cái, bay vút về phía hoang trạch tử địa dưới chân núi, rõ ràng một cây chẳng chống vững nhà, muốn chạy trốn. Hơn 10 sát thủ bay lên không trung lăng không đuổi theo, liên thủ phát ra kiếm khí dày đặc đan sen vào nhau giống như tấm lưới bao trùm về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lăng không cuộn người, đánh ra chiều thái ất phân quang kiếm, kiếm quang giống như bông hoa sen nở rộ, phát ra gió mạnh sắc bén phá sát chiêu của địch. Trong động nhỏ, con trồn đen chui ra và hóa thành hình người đi đến bên vách núi, hắn có chút nóng nảy khi nhìn thấy cuộc truy sát đầy nguy hiểm đáng sợ kia. Nhưng hắn lại không thể lộ mặt giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo một mình ứng phó. Hắn sốt ruột vung tay lên, dưới chân núi lập tức có kim xí vỗ cánh đi xa. Nghiêu hữu đạo một đường chạy trốn phía trên mặt đầm lầy, giống như bị đuổi giết quá mức, rõ ràng có chút chật vật không chịu nổi. Hơn 10 người sát thủ đuổi theo không dừng, lúc này, phía xa xuất hiện một đám người lăng không băng tới. Đó chính là đám người yêu hồ tư truy đuổi yêu hồ đến đây. Nghiêu hữu đạo hình như phát hiện ra cứu tinh, vừa chạy vừa thi pháp và điên cuồng kêu lên. Nghiêu hữu đạo ở đây, nhanh tới cứu ta người của yêu hồ tư đã phát hiện động tĩnh tranh đấu ở đây nghe được tiếng hồ thì tất cả thoáng ngẩn người ra bất chợt bỏ qua việc truy sát yêu hồ mà nhanh chóng chạy tới yêu hồ tư thích khách che mắt dẫn đầu vô cùng kinh ngạc hắn nhớ ra ngày hôm nay là ngày cuối cùng yêu hồ tư tiễn trừ theo thông lệ gặp phải cũng không có gì lạ chỉ là hắn không ngờ được bọn họ trở về sớm như vậy mới sáng sớm đã trở lại rồi dưới tình thế cấp bách tốc độ của thích khách che mắt dẫn đầu cao nhất bay lên không trung không để ý tới tấn công uy hiếp của Nưu Hữu Đạo mà Lăng không ném ra một tấm phù triệt, chính là Thiên Kiếm phù. Thích khách dẫn đầu ở trong năng lượng khổng lồ của tấm phù triệt, hai tay công kích liên tục tạo thành bóng mờ, 12 đạo thiên kiếm cương ảnh bất chấp tất cả điên cuồng đánh xuống Nưu Hữu Đạo phía dưới. Má nó, trong lòng Nưu Hữu Đạo thầm mắng, lại là đồ chơi này, hắn cũng không dám dây dưa, dùng hết tất cả tu vi liên tục chấp hiện chạy trốn, hoảng hốt tránh những công kích liên tục tới. Hắn đã có kinh nghiệm ứng phó với thứ này biết nó có uy lực lớn tới mức nào nên không tránh không được. Khi đối phương chút xuống thiên kiếm cương ảnh, lực công kích thật sự quá nhanh. Trong lúc vội vàng, dựa vào tốc độ của hắn thì căn bản không có cách nào tránh được hết. Bùn đất nổ tung và phóng lên cao, hắn vội vàng chui về phía dưới đầm lầy với ý định mượn sức cản của đầm lầy đỡ đi một phần lực. Có một vài thứ tránh cũng không thể tránh được, nhiều hữu đạo trong đất bùn chỉ có thể dơ ngang kiếm cứng rắn đỡ lấy. Tiếng ầm ầm chấn động trời cao, nước bùn dâng lên tận trời, thủ lĩnh sát thủ lướt qua không trung rồi hạ xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất khép lại, lại nhìn đám người yêu hồ tư nhanh chóng chạy tới. Hắn đã không thời gian lại phá đất để tiếp tục truy sát nữa. Yêu hồ tư người đông thế mạnh, một khi bị quấn lấy thì sẽ phiền toái lớn. Hắn có thể cảm giác được thiên kiếm phù của mình đã đánh chúng như hữu đạo, về phần có giết chết hay không thì hắn không biết, nhưng bây giờ hắn đã không để ý được nhiều như vậy nữa chỉ nói một tiếng. Đi, hơn 10 bóng người lập tức nhanh chóng rời đi. Khi đám người yêu hồ tư chạy tới, một phần đuổi theo, một phần ở lại kiểm tra xung quanh, tìm kiếm nghiêu hữu đạo, thậm chí phái người lặn xuống dưới đất bùn để tìm kiếm. Tất cả đều tận mắt nhìn thấy được nghiêu hữu đạo bị thiên kiếm phù tấn công, đánh vào trong lòng đất chỗ này. Sau đó, Chu Thiên Vũ chấp sự mới nhậm chức của yêu hồ tư chạy tới, được biết nghiêu hữu đạo bị đuổi giết ở đây thì giật mình kinh ngạc, sai người tăng nhanh mức độ lục soát. Sau một lúc, một người trong đất bùn xuất hiện và kêu lên. Chấp sự, tìm được rồi mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy người kia ôm ngang một tượng đất trồi lên khỏi mặt đầm lầy tượng đất trên tay vẫn nắm chặt một thanh kiếm phía sau tượng đất là máu tươi lẫn vào nước bùn nhỏ xuống tí tách nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất chu thiên vũ lắc mình lao đi hai tay nhanh chóng lau mặt tượng đất và lộ ra gương mặt ngưu hữu đạo chấp sự tình hình không ổn người ôm tượng đất khẩn trương kêu lên một tiếng chu thiên vũ nhanh chóng thăm dò mạch đập của ngưu hữu đạo vẻ mặt kinh sợ chết đã chết rồi ngưu hữu đạo đã chết rồi đơn giản là không thể tưởng tượng nổi ít nhất trong giây lát hắn khó có thể tiếp nhận được hắn lại cẩn thận thi pháp kiểm tra toàn diện một lần không sai không sai được nghiêu hữu đạo thật sự đã chết trò đùa này quá lớn rồi hầu kết lăn lộn chu thiên vũ nhanh chóng quay đầu sang hai bên và phẫn nộ quát có thấy rõ là ai làm không mọi người lắc đầu không nhìn thấy rõ tất cả đều là thích khách che mắt không ai lộ ra hình dáng trên gương mặt chu thiên vũ đầy vẻ lo lắng dữ tận nói lập tức điều động tất cả phi cầm cỡ lớn đi theo bất chấp mọi giá phải đuổi theo cho ta chết phải thấy thi thể sống phải thấy người vâng mọi người nhận lệnh và nhanh chóng làm theo điều mình cho là đúng chấp sự có nên phái người đi tới địa điểm tập trung trước không có lẽ các huynh đệ khác có thể từ các con đường khác qua đây đến lúc đó không thấy được người của chúng ta một nhân viên yêu hồ tư vừa nhắc nhở một tiếng lại bị chu thiên vũ quay đầu gào một tiếng giờ đã là lúc nào nào còn không phân rõ nặng nhẹ như vậy chương 1700, giam lỏng. Đối với hắn, chuyện này là chuyện lớn. Nghiêu hữu đạo có thân phận gì chứ? Đó là đôn đốc kiểm tra nhận lệnh từ Thánh Tôn. Lúc này hắn chết ở hoang trạch tử địa mà không bắt được hung thủ, quay đầu căn bản sẽ không giải thích rõ được. Có người nào không biết Nghiêu hữu đạo và yêu hồ tư có thủ oán? Theo ý định ban đầu của hắn, yêu hồ tư có một tai họa ngầm như Nghiêu hữu đạo không phải là chuyện tốt, hắn cũng ước gì giết chết được Nghiêu hữu đạo. Nhưng muốn giết chết cũng không phải chết kiểu này nếu giết chết cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay được, không thể để phiền phức tơi xuống trên đầu mình. Thích khách che mắt ám sát như hiếu đạo ở đâu không được, hết lần này tới lần khác lại chạy đến hoang trạch tử địa ám sát, điều này rõ ràng là muốn vụ oan đến trên đầu yêu hồ. Trước mắt, nhân viên yêu hồ tư tham dự tiến trừ nhìn thấy như hữu đạo người bị giết ở đây, người của chín đại thánh địa đều có mặt nên căn bản không lừa gạt được. Nhiều người nhìn thấy như vậy, trước đó lại không hề có sự chuẩn bị thì không có khả năng vụ oan tới trên đầu yêu hồ được rõ ràng rõ ràng bên trong thánh cảnh có người đối đầu với ý chỉ của cửu thánh ra tay giết nhân viên đôn đốc kiểm tra thích khách xuất hiện ở đây còn che mặt nên bất kỳ người nào cũng có khả năng bị tình nghi ai dám cam đoan không phải là người của yêu hồ tư làm ở hoang trạch tử địa yêu hồ tư bị tình nghi lớn nhất hậu quả thế nào hắn cũng có thể nghĩ ra được nếu bắt không được thích khách để rửa sạch tình nghi cho bản thân khi quay về đám người bọn họ lập tức sẽ bị khống chế không thể thoát được bị nghiêm hình thẩm vấn có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi đâu. Như vậy bảo hắn làm sao có thể không sốt ruột được chứ? Nhưng sốt ruột thì sốt ruột nhưng hắn vẫn phải đối mặt với chuyện này. Sau khi nổi giận, hắn lại trầm giọng nói. Hai người đi tới địa điểm gặp mặt trước, đợi đến khi các huynh đệ khác tới thì lập tức khống chế, không cho phép chạy loạn. Còn nữa, nhân viên yêu hồ tư tham gia tiến trừ ở các đường đều phải xác định rõ vị trí của mình trong lúc nghiêu hữu đạo gặp ám sát, phải nói rõ ràng, còn phải có nhân chứng hắn xoay người lại chỉ về phía hiện trường, cẩn thận lục soát, xem có thể tìm ra được bất kỳ chứng cứ liên quan đến nào thích khách không. Bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Vâng, mọi người nhận lệnh và chấp hành làm theo, sắc mặt mỗi người đều nặng nề, bọn họ cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cửu Thánh đã nhấn mạnh, những người khác không có quyền xử trí chuyện sống chết của nhân viên đôn đốc kiểm tra, kết quả vẫn có người ra tay. Đây là tính chất thế nào chứ? Mọi người mỗi người một việc, thi thể đầy nước bùn của Ngưu Hữu Đạo đã được đặt lên một đống đất trong đầm lầy. Chu Thiên Vũ đi tới và chậm rãi đứng bên cạnh kiểm tra thi thể, phát hiện phía sau lưng bị đánh thủng một lỗ to, máu chảy đầm đìa, rõ ràng là gặp phải uy lực tấn công rất lớn. Căn cứ theo cách nói của người tận mắt nhìn thấy lại nhìn tình hình vết thương, Ngưu Hữu Đạo chắc đã bị uy lực của Thiên Kiếm phủ lấy mạng. Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay nắm chặt của thi thể, Chu Thiên Vũ khép ngón tay lau vết bùn đất trên thân kiếm và chuyển cho người bên cạnh, cất kỹ để sau còn làm rõ. Người chết rõ ràng trong trạng thái chết không nhắm mắt. Chu Thiên Vũ nhìn và buông tiếng thở dài. Nghiêu hữu đạo à nghiêu hữu đạo, người coi như là thế hệ tuấn kiệt mà lại chết như vậy, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhưng nói đi thì phải có nói lại, người đang yên đang lành lại chạy tới nơi này làm gì? Người chết chỗ nào không được, làm gì phải chết ở trước mặt chúng ta? Người trên trời có linh thiêng tốt nhất có thể phù hộ cho chúng ta bắt được hung thủ, như vậy cũng có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi. Bằng không, sợ rằng chúng ta cũng bị ngươi hại thảm người đúng là ngay cả chết cũng không tha cho yêu hồ tư chúng ta gặp ngươi xem như ta bị xui xẻo rồi hắn nói dứt lời liền đứng dậy và ngửa mặt lên trời thở dài đưa tin cho vấn thiên thành báo chuyện này lên trên rồi thỉnh cầu phiếu miểu các phối hợp bắt hung thủ bọn họ tạm thời không thể bắt được hung thủ tin tức sau đó chuyển đến đã chứng minh hung thủ rõ ràng có sự chuẩn bị trước nên nhanh chóng thoát thân rồi thích khách hàn bài tiếp ứng từ lâu trên đường đuổi tới năm thích khách dùng phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay lên không. Đợi đến khi yêu hồ tư điều động phi cầm chạy tới thì bọn họ đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng. Nước bùn bắn lên, trong một ngọn núi bên cạnh có hai người từ trong đầm lầy xuất hiện. Đó chính là Hắc Vân và Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo rất chật vật, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch, miệng mũi đều chảy máu, trong lòng hai bàn tay rách ra, bước chân lảo đảo, hoàn toàn dựa vào Hắc Vân đỡ, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ. Không có cách nào, 12 đạo thiên kiếm cương ảnh đột nhiên điên cuồng đánh xuống, hắn không có cách nào tránh được tất cả nên đã bị đánh trúng. Cũng may là hắn, may là có càn khôn hóa lực, may hắn không phải lần đầu tiên bị thiên kiếm phủ đánh chung nên biết khuyết điểm của nó và có đầy đủ kinh nghiệm nhất định để ứng phó, đổi lại thành người bình thường thì sợ rằng thật sự đã chết rồi. Tất cả giới tu hành, luận về người có số lần bị thiên kiếm phủ công kích, chắc hẳn không có nhiều người có thể vượt qua hắn. Thấy hắn ngay cả bước đi cũng không vững, khóe miệng còn có máu chảy ra, Hắc Vân không nhịn được thở dài. Ta nói để ta tới là được, bị thương thành như vậy cần gì phải tự mình qua chứ? Lẽ nào người còn không yên tâm về ta sao? Nói thật, tận mắt thấy cảnh tượng như hữu đạo bị thiên kiếm phủ điên cuồng đánh, hắn là người đứng xem cũng vô cùng kinh sợ. Kết quả cuối cùng chứng minh người có thể đỡ được một đòn của lão tộc trưởng cũng không đơn giản. Thật ra bản ta hàn như hữu đạo cũng hơi bất ngờ, không đoán được huyền diệu vì giết hắn mà cuối cùng không tiếc vận dụng thiên kiếm phù có giá trị xa xỉ như vậy cho dù loại bỏ tin tức tình báo do xa như lai like cung cấp chỉ dựa vào thiên kiếm phù như hữu đạo đã có thể kết luận ở trong đám thích khách nhất định phải có huyền diệu vì giết hắn mà không tiếc vận dụng thiên kiếm phù huyền diệu nhất định là phải đích thân đến để tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn mới yên tâm như hữu đạo lắc đầu không được ta không đi không được bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, cộng thêm thân phận của ngươi mà tiếp xúc lâu sẽ bị bọn họ nhìn thấu và không đi theo ngươi đâu. Thật ra hắn nói vậy cũng có lý, Hắc Vân lắc đầu và tiếp tục đỡ hắn. Trên mặt đất có động tính đã làm kinh động ba người trong rừng. Côn Lâm Thụ, Tần Quan và Kha Định Kiệt ẩn thân trong bên trong nhìn trộm ra, thấy Nghiêu Hữu Đạo liền nhanh chóng lao ra nghênh đón. Đạo gia, ngươi làm sao vậy? Trưởng lão, ai đánh thương ngài? Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nghiêu Hữu Đạo, ba người giật mình kinh ngạc và hỏi thăm với giọng điệu cấp bách, cũng đỡ hắn từ trong tay của Hắc Vân. Không có việc gì, không chết được, Nghiêu Hữu đạo yếu ớt xua tay, ra hiệu ba người không nên quá kinh ngạc. Ngươi là ai? Tần quan nhìn chằm chằm vào Hắc Vân với vẻ mặt cảnh giác và hỏi thăm. Ai đánh thương trưởng lão? Điều này hình như là tự tìm lấy. Khóe miệng Hắc Vân giật giật và hất cầm về phía Nghiêu Hữu đạo, ra hiệu cho bọn họ tự đi hỏi Nghiêu Hữu đạo. Nghiêu Hữu đạo yếu ớt nói. Được rồi, đều là người một nhà thôi nên không cần phải nhiều lời nữa. Sau này ta sẽ lại giải thích với các ngươi, nơi đây không thích hợp ở lâu, có lẽ sẽ có người tới lục soát. Chúng ta phải lập tức rời đi." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vân, "Làm phiền ngươi dẫn đường." Hắc Vân ra hiệu cho ba người chăm sóc cẩn thận Ngưu Hữu Đạo rồi bất chợt xoay người dẫn đường. Chương 1701, La Lý La Sách 1. Côn Lâm thủ có Ngưu Hữu Đạo ở trên thân tần quan và kha định kiệt bảo vệ ở hai bên và nhanh chóng theo hắc vân lăng không rời đi trên đường đi khi thì bay trên mặt đất khi thì lặn xuống dưới đầm lầy đi ba người thay phiên nhau cõng nghiêu hữu đạo cuối cùng đã tới một chỗ địa cung trôn sâu dưới đầm lầy những gì nhìn thấy trên đường đi đã làm cho ba người kinh ngạc không hiểu sau khi đến địa cung tận mắt nhìn thấy được yêu hồ tập trung thành đàn chơi đùa vui vẻ ba người càng kinh hãi không thôi đây là sông vào xào huyệt của yêu hồ à nếu không phải Nưu Hữu đạo xua tay ra hiệu không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ý định của Hắc Vân. Trong vòng vây của mấy trưởng lão Hồ tộc tới đón tiếp, như Hữu đạo được đưa tới một gian phòng yên tĩnh trong địa cung. Hắc Vân ra hiệu Nưu Hữu đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mau chóng chữa thương. như Hữu đạo lại xua tay nói không vội, rồi chỉ vào Hắc Vân và nói với ba người Côn Lâm thụ. Vị này chính là tộc trưởng Hồ tộc Hắc Vân. A, à, ba người sớm phát hiện có điểm không đúng vẫn không tránh được sự chấn động nghiêu hữu đạo không nên giật mình ta và bọn họ vốn là một phe tất cả đều là người một nhà các ngươi có thể yên tâm ta ở đây rất an toàn các ngươi cũng rất an toàn bọn họ sẽ không tổn thương tới các ngươi bây giờ sức lực của ta không đủ không thể nói nhiều với các ngươi được các ngươi có gì muốn biết đợi ta lành vết thương rồi chậm rãi nói sau bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu có tin ta hay không ba người nhìn nhau lúc này cũng không thể nói ra câu trả lời khác Bọn họ lần lượt trả lời. Tin tưởng, nhưng trong mắt bọn họ vẫn là vẻ kinh ngạc không hiểu khó có thể che giấu. Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nói: "Được rồi, vì tốt cho mọi người, ta phải tạm thời giam lỏng ba người các ngươi một thời gian, không cho các ngươi ra ngoài, các ngươi có thể tiếp nhận không?" Giam lỏng, ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây là vấn đề khiến người ta rất khó trả lời. "Ngưu Hữu Đạo, tộc trưởng, phong ấn pháp lực của ba người, ra tay đi." Hắc Vân phất tay ra hiệu, mấy trưởng lão lập tức tiến lên và muốn ra tay chấp hành ba người côn lâm thụ theo bản năng dựa lưng vào nhau làm ra trạng thái phòng ngự sao có thể dễ dàng bị kẻ không quen biết còn lại yêu hồ phong ấn pháp lực được như hữu đạo các ngươi muốn làm gì lời của ta không có tác dụng đúng không còn muốn ta tự mình ra tay sao trưởng lão tần quan khó xử nói một tiếng như hữu đạo lắm lời làm gì người đấy bắt đầu từ ngươi trước tộc trưởng người tự mình ra tay đi Lúc này Hắc Vân đi tới trước mặt Tần Quan và cười hì hì nói: "Huynh đệ, xin lỗi." Hắn đột nhiên nhanh chóng ra tay, điểm mấy cái lên trên người Tần Quan để hạ cấm chế. Tần Quan theo bản năng muốn phản kháng lại bị ánh mắt Nghiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào, cuối cùng không dám phản kháng, pháp lực lập tức bị quản chế. Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục điểm danh, "Kha Định Kiệt." Tự mình tiến lên, Kha Định Kiệt được gọi thì lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì chủ động tiến đến trước mặt Hắc Vân. Hắc Vân không khách sáo, nhanh chóng ra tay. Côn lâm thụ, như hữu đạo suy yếu lại điểm danh. Côn lâm thụ nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay nắm lại nhưng không hề động đậy, mặc cho Hắc Vân tới gần và hạ cấm chế lên trên người. Lúc Hắc Vân xuống tay với hắn hình như có chút quá đáng, côn lâm thụ bị chỉ lực đâm tới lảo đảo lui về phía sau, trong miệng phụt một tiếng mà phun ra máu. Rõ ràng bị đánh tới tổn thương, côn huynh, tần quan và Kha Định Kiệt vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên đỡ hắn. Kha Định Kiệt kinh sợ hỏi, trưởng lão, đây là ý gì? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm vào Hắc Vân chậm rãi nói: "Ta vừa bảo đảm với bọn họ, nói các ngươi sẽ không làm bọn họ bị tổn thương thì tộc trưởng lập tức cho ta xem sắc mặt, chẳng lẽ ngươi cho rằng vật tới tay là có thể bắt nạt ta đang bị thương không thể tránh được sao?" Hắc Vân, nhân loại các ngươi có câu nói rất hay, giết người thì phải đền mạng. Ngưu Hữu Đạo đang không đủ sức lực, người thả lỏng xuống, phản ứng trong đầu cũng thật sự chậm chạp. Khi nghe được lời ấy, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hắc Vân. Vì sao Tần Quan và Kha Định Kiệt không bị thương? Chỉ vì trước kia khi Côn Lâm Thụ rèn luyện ở trong hoang trạch tử địa đã giết không ít hồ tộc, nhất là công pháp của Côn Lâm Thụ có phần đáng chú ý nên bị hồ tộc nhớ kỹ, hoặc nói là mang thù. Như Hữu Đạo cố lấy lại tinh thần nói, giết người thì đền mạng, nói vậy không sai, thật sự có vài thời điểm có thể ngoại lệ, có một số việc không thể xếp pháp lý lên đầu, không có cách nào chấp hành nghiêm ngặt. Ví dụ như tộc trưởng ngươi cũng từng giết không ít tu sĩ nhân loại, theo lý lại phải làm như thế nào? Có một số việc nói đến ân oán trên đầu, nên tha được thì tha. Hắc Vân, bản thân ta là tộc trưởng của hồ tộc, phải cho những hồ tộc đã chết một câu trả lời. Như hữu đạo ha ha, thật không, sắc mặt Hắc Vân trầm xuống, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Như hữu đạo, chẳng lẽ không phải đang nói đùa sao? Hắc Vân hơi tức giận, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn à? Như hữu đạo, dám, Ngươi có gì không dám chứ? Hắn rơi vào trên tay của ngươi lại giơ tay chịu trói, bây giờ ta bị trọng thương cũng không ngăn cản được ngươi, giết hắn hay không còn không phải là chuyện ngươi giơ ngón tay thôi sao? Hắc Vân, ngươi có thể giết hắn cho Hồ tộc một câu trả lời, nhưng ngươi giết người của ta ở ngay trước mặt ta. Người chết đã qua, người sống còn ở trước mặt, có phải ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời trước hay không? Hắc Vân, ta nói rồi, giết người thì đền mạng. Ta nói rõ với ngươi trước khi giết hắn chính là muốn cho ngươi một lời giải thích trước, chính là nể mặt mọi người hợp tác đã lâu. Ngưu Hữu Đảo, thật hay cho câu giết người thì đền mạng. Được lắm, giết người thì đền mạng có đúng không? Tuyệt đối đừng chỉ nói xuông cho dễ nghe, phải làm được mới tốt. Trước không nói tới người khác, nếu nói giết người của hồ tộc nhiều nhất, ta phải nói là cửu thánh, hồ tộc cũng sẽ không phủ nhận chứ. Người đường đường là tộc trưởng của hồ tộc mà trơ mắt nhìn cửu thánh tàn sát rất nhiều hồ tộc có thể có can đảm bắt bọn họ đền mạng sao? Nếu ngươi có thể bắt bọn họ đền mạng, vậy huynh đệ của ta sẽ mặc cho ngươi xử trí. Nếu làm không được thì thành thật lấy đại cục làm đầu, đừng ở trước mặt ta nói cái gì giết người thì đền mạng để được chút giận nhất thời đi. Được nghe lời ấy, Hắc Vân cảm giác bị nói không có chỗ dung thân, thẹn quá thành giận. Nhưng người ta nói không sai, cửu thánh giết rất nhiều hồ tộc, hắn làm tộc trưởng của hồ tộc quả thật không có cách nào làm gì được cửu thánh, bị nói tới không lời nào để chống đỡ. Nhiêu Hữu Đạo tiếp tục nói, hắn nghe lệnh của ta mới giơ tay chịu trói và không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Lúc này người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính là bản lĩnh gì? Đường Đường là tộc trưởng của Hồ tộc lại chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Cũng chỉ có thể làm vài chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Lòng dạ như vậy, thủ đoạn hẹp hòi như vậy, cũng khó trách Hồ tộc ở trên tay ngươi lại không ngượng dậy nổi, chỉ có thể sống vật vờ ở hoang trạch tử địa này. Ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản ngươi. Người có bản lĩnh bỏ cấm chế cho hắn, có bản lĩnh ra ngoài đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Dưới tình huống ta không đồng ý mà ngươi dám mượn tay ta giết người của ta, đây cũng tính là người đường đường làm tộc trưởng của Hồ tộc lấy lại công bằng cho tộc nhân sao? Ngươi muốn dát vàng lên mặt mình cho mình thoải mái sao? Dán lên, mặt cũng ngượng đỏ mà thôi, bất luận là Hồ tộc sống sót hay là Hồ tộc đã chết đều sẽ khinh thường ngươi. Chương 1702, La Lý La Sách 2. Người có bản lĩnh tháo cấm chế cho hắn, có bản lĩnh thả hắn ra ngoài, nếu như người có thể đường đường chính chính giết chết hắn, ta tuyệt đối không nói thêm lời nào. Nói một lát hắn lại ho khan một cái, rên lên một tiếng, trong miệng sặc ra máu làm tần quan và kha định kiệt lo lắng. Nghiêu hữu đạo thở dốc một hồi nhưng không dám dễ dàng buông tha. Cho dù không thể thuyết phục được hồ tộc buông tha xuống tay với côn lâm thụ, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ một đường sống cho côn lâm thụ. Chuyện hắn nghiêm túc hứa thì sẽ nhất định làm hết sức. Cho dù là bảo hồ tộc thả côn lâm thụ ra ngoài tới quyết đấu một trận công bằng, dựa vào thiên hỏa vô cực thuật của côn lâm thụ, những hủ thi đằng rất khó vây khốn được côn lâm thụ, cho dù côn lâm thụ đánh không thắng cũng rất có hy vọng thoát thân. Như hữu đạo thờ hồn hền tiếp tục nói, người là do ta dẫn đến, cũng là ta bảo hắn giơ tay chịu trói, lúc này người giết chết hắn lại chẳng khác nào ta giết chết hắn. Hắc vân, người dám giết hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trừ khi ngươi cũng giết luôn cả ta, bằng không ta bảo đảm sẽ có rất nhiều hồ tộc chôn cùng với hắn. Hắc Phân tức giận nói: Như hữu Đạo, người đã như vậy còn dám uy hiếp ta sao? Hắn nghiêng đầu lướt nhìn về phía Côn Lâm Thụ, năm chảo dần dần ngưng tụ. Như hữu Đạo vội la lên: Có biết vì sao ta chưa bao giờ nói với các ngươi về chuyện phân phối hồ tiên quả không? Có biết vì sao ta không lo lắng chia chuyện hồ tiên quả không đều? Có biết vì sao ta tin tưởng các ngươi như vậy, dám để cho tất cả hồ tiên quả rơi vào trên tay các ngươi không? Lời này vừa nói ra liền khiến tay Hắc Vân cứng đờ. Phát tới vấn đề này, thật sự làm cho hắn có chút nghi ngờ, dần dần quay đầu lại nhìn. Khụ khụ, như Hữu Đạo ho khan và lại sặc ra một búng máu, không để ý tới máu tươi từ khóe miệng mình nhỏ xuống tí tách, hắn vẫn cố lấy tinh thần nói. 12 viên hồ tiên quả, cho dù cho các ngươi hồ tộc tất cả thì thế nào? Đối với hồ tộc, không phải là tăng thêm 12 có thể biến hóa thành người thôi sao? Tối đa cũng chỉ làm cho lão tộc trưởng khôi phục, có thể thay đổi được số phận của hồ tộc sao? Năm đó người của hồ tộc có thể biến hóa nhiều tới mức nào, kết quả chống lại cửu thánh thì thế nào? Cho tu sĩ nhân loại lại khác, pháp lực và tu vi tự có tiến triển, cơ thể đúc lại còn mạnh hơn, có thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh và đạt được tu vi càng cường đại hơn. Đưa hồ tiên quả cho các ngươi không có tác dụng gì, đưa tất cả cho các ngươi thì các ngươi cũng không thay đổi được số phận của hồ tộc, ngược lại sẽ làm cho hồ tộc chết càng nhiều hơn. Hàng năm hàng triệu hồ tộc vẫn sẽ chết thảm. Trong lúc hắn không biết rõ tình hình mà ngộ sát hồ tộc, so với số phận hồ tộc khó có thể thay đổi thì tính là gì? Các ngươi hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, muốn loại bỏ cửu thánh thì cần phải mượn lực lượng của tu sĩ nhân loại. Cho nên năm đó lão tộc trưởng không tiếc mạo hiểm đi tới nhân gian, sở dĩ hồ tộc năm đó không tiếc trả giá đưa lão tộc trưởng đi nhân gian là vì hy vọng tìm được giúp đỡ để thay đổi vận mệnh bi thảm của hồ tộc. Lão tộc trưởng không tiếc móc đi con mắt trên trán của mình cũng muốn đứng ở bên phía hồ tộc là vì cái gì? Đây là trách nhiệm mà lão tộc trưởng phải gánh vác, cũng là trách nhiệm mà Hắc Vân ngươi bây giờ gánh vác. Nhưng năm đó lão tộc trưởng quá ngây thơ mới tin nhầm người khác, hậu quả thế nào? Vẫn bị hồ tộc các ngươi xem là cái giá để không còn dễ dàng tin tưởng người ngoài tộc nữa. Cho dù các ngươi giết chúng ta, lại coi như các ngươi đưa hồ tiên quả cho những người khác, cho dù những người khác đạt được thành tựu, kết quả cuối cùng có thể thế nào? Cho dù những người này đẩy ngã được cửu thánh, người dám cam đoan những người này nhất định sẽ tha thứ cho hồ tộc tồn tại sao? ngươi có nắm chắc không có lẽ khổ tâm chịu đựng nhưng quay một vòng vận mệnh bi thảm của hồ tộc vẫn phải tái diễn mà ta thì khác sư phụ ta là ai cho đến tận lúc này ta đã làm gì làm được gì các ngươi đều hiểu rõ lẽ nào ta không thể đáng tin hơn những người khác sao lẽ nào các ngươi cảm thấy những người khác có thể có năng lực làm được tốt hơn ta sao có thể khiến cho các ngươi càng yên tâm hơn ta sao bản thân ngươi là tộc trưởng của hồ tộc chỉ để ý tới tức giận nhất thời mà không tính toán tới hàng nghìn hàng vạn hồ tộc. Ngươi làm tộc trưởng của hồ tộc như vậy có thể tính là xứng với chức vụ hay không? Ngươi không làm thất vọng với những gì lão tộc trưởng giao phó sao? Ngươi có hỏi qua ý kiến của lão tộc trưởng chưa? Nếu có thể làm cho lão tộc trưởng ngân cơ tỉnh lại, hắn nắm chắc có thể thuyết phục được ngân cơ, bởi vì La Phương Phỉ là nữ nhi của ngân cơ. Rất nhiều chuyện lúc đó hắn cũng không biết rõ tình hình, cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ tình hình, hành vi của hắn lúc đó hoàn toàn là bởi vì lập trường lại giống như ngay từ lúc đầu ngươi muốn giết ta vậy nếu không phải ta chống đỡ được thì ngươi sẽ không nương tay sai không phải là tại hắn cho nên ta bảo vệ hắn là bởi vì ta đã hứa với thê tử của hắn sẽ bảo vệ hắn an toàn ở bên trong thánh cảnh ta muốn làm gì hành vi của ta thế nào các ngươi cũng biết ta đang đối đầu với cửu thánh hắn là người của ta hắn chắc chắn sẽ đi theo ta hồ tộc các ngươi đã chứng kiến qua thực lực của hắn sau này hắn sẽ đi theo ta đối đầu với cửu thánh. Tương lai hắn sẽ vì mình, cũng vì thay đổi số phận của hồ tộc mà phải đánh cược tính mạng đi chém giết vì hồ tộc. Nhiều người có thực lực đối đầu với cửu thánh không tốt sao? Cho dù là lập công chuộc tội, hồ tộc cũng phải cho hắn một cơ hội. Giết chết hắn, người của ta ở bên ngoài sẽ có ý kiến, đầu tiên là thê tử của hắn sẽ không bỏ qua cho hồ tộc, người bảo ta làm thế nào tập trung lòng người để chống lại cửu thánh đây? Tộc trưởng đã tổn thương hắn coi như đã chút được cơn giật, đã trừng phạt hắn. Về tình về lý cũng coi như lấy lại công bằng, nể tình hồ tộc đã chết đi, ta cũng không tiện nói gì cho hắn nữa. Một đám trưởng lão hồ tộc ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Hắc Vân xem hắn phản ứng thế nào. Liếc nhìn năm trào của Hắc Vân dần dần thả lỏng, như hữu đạo thở hắt ra một hơi. Tộc trưởng là người hiểu lý lẽ, ta tin tưởng chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đại cục của hồ tộc. Khụ khụ, hắn lại ho ra một búng máu, khí tức đã rất hỗn loạn nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ. Côn lâm thụ che ngực nhìn máu tươi bên khóe miệng như hữu đạo nhỏ xuống, vẻ mặt phức tạp khác thường lại xúc động, miệng mím lại. Hắn không cho rằng mình có tác dụng lớn như lời như hữu đạo nói, hắn biết như hữu đạo đang cố kéo thân thể trọng thương để liều mạng bảo vệ mình. Bây giờ, hắn đại khái đã hiểu được câu như hữu đạo đã nói với hắn trước đó, ta đã hứa với hỏa phượng hoàng bảo vệ người an toàn ở bên trong thánh cảnh. Hồ tiên quả, 12 hồ tiên quả, vô lượng quả, cũng là 12 vô lượng quả sao. Tần Quan và Kha Định Kiệt khiếp sợ tới mức ngây người, không biết có phải như mình nghe được không. Thứ như trưởng lão nhắc tới là vô lượng quả đang ở bên này sao. Bọn họ liên tưởng đến một loạt hành động khác thường của Ngưu trưởng lão ở bên trong vô lượng viên. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Ngưu trưởng lão trước đây không để bọn họ ra tay với hồ tộc. Vẻ mặt Hắc Vân chán ngấy, ngẩng đầu nhìn đá trên trần gian phòng và chợt nói ra một câu thay đổi đề tài. Người truy sát ngươi chỉ thấy một mình ngươi, nhưng không thấy ba người hắn. Bây giờ ba người hắn cũng không xuất hiện, vậy phải ăn nói thế nào với bên phiếu miểu các? Tất cả sẽ chỉ làm cho bên kia sinh nghi thôi. chương 1703, chấn động 1. Nghiêu hữu đạo cười và lắc đầu, ý khí thế toàn thân thả lỏng và lại trở nên yếu ớt nói. Người quá lo lắng rồi, chuyện này không cần phải giải thích. Ngay cả ta cũng bị giết, ba người bọn họ không thấy chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần bọn họ không lộ diện, dĩ nhiên cũng đã gặp chuyện không may bọn họ thích điều tra thế nào thì điều tra cần ngươi tới quan tâm giúp bọn họ sao bị giết ba người tần quan không hiểu hắn nói vậy là có ý gì hắc phân liếc mắt nhìn hắn giọng điệu khó chịu nói ngươi còn không tranh thủ dưỡng thương cho dù ta không giết ngươi sợ rằng cũng không khác gì đâu lắm lời tranh thủ dưỡng thương đi hắn dứt lời liền phất tay áo rời đi vẻ mặt không thoải mái lắm mấy vị trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài sao rồi tần quan hỏi côn lâm thụ bị thương côn lâm thụ lặng lẽ lắc đầu ba người cùng tiến đến trước mặt nghiêu hữu đạo trên mặt lộ ra vẻ ân cần nghiêu hữu đạo chậm rãi nhắm mắt hai tay ép khí về phía đan điền ta sắp không chịu nổi nữa rồi có lời gì chờ sao lại nói ba người nhìn nhau và không dám quấy rầy nữa nhưng những lời vừa rồi đã đủ cho bọn họ tiêu hóa rất lâu quản sự người của bảy phái đã trở về trong vấn thiên thành một nhân viên phiếu miểu các bước nhanh vào trong chung xu đường bẩm báo với hoàng ban đang ngồi sau bàn đọc sách hoàng ban cũng không ngẩng đầu lên cùng nhau trở về sao tin tức từ các nơi bọn họ dừng chân trên đường đã nói bọn họ sớm trở lại sao bây giờ mới về đi hỏi rõ xem bọn họ đã làm gì để còn báo rõ lên trên thủ hạ trả lời quản sự sợ rằng không có cách nào hỏi được bọn họ trở lại thì lập tức liên lạc với người của vô song thánh địa bây giờ người vô song thánh địa ở trong vấn thiên thành đang nhanh chóng tập trung cũng bảo vệ nhân viên của bảy phái ở bên phía vô song đường. Thuộc hạ lấy lý do đòi lại tòa kỵ, muốn tiếp cận cũng không được. Vô song đường bên kia nói thẳng, tạm thời không trả lại tòa kỵ. Hoàng ban cuối cùng ngẩng đầu, nghi ngờ nói, người vô song thánh địa tập trung lại che chở cho bọn họ à. Xảy ra chuyện gì vậy? Thủ hạ đáp lại, không biết, thoạt nhìn như gặp phải kẻ địch lớn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý tới gần. Thuộc hạ cũng buồn bực không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Ban xếp lại tập tài liệu và nhanh chóng đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem thử. Hai người ra cửa và gọi thêm mấy người theo cùng, đi thẳng đến vô song đường trong vấn thiên thành. Kết quả bọn họ vừa tới cửa đã bị cản lại, căn bản không cho Hoàng Ban gặp người của bảy phái. Hoàng Ban lấy ra thân phận của người chấn thủ vấn thiên thành cũng vô dụng, ngay cả lấy ra đinh vệ nói chuyện cũng chẳng ích gì. Đối phương nói rõ đây là ý của Lữ Vô Song khiến Hoàng Ban không thể làm được gì. Khi hắn hỏi phát sinh chuyện gì thì đối phương lại không nói. Không gặp được người của bảy phái nên không biết đã phát sinh chuyện gì, vẻ mặt Hoàng Ban buồn bực rời đi, trên đường chợt hỏi. Người của Tử Kim Động cũng ở bên trong, thủ hạ quay về, "Không, trong số những người trở về không có nhóm người của Ngưu Hữu Đạo." Trở lại trong trung xu đường, Hoàng Ban sai người đi mời Huyền Diệu qua. Hắn cùng Huyền Diệu là tâm phúc của Đinh Vệ nên tính tìm Huyền Diệu để thương lượng xem có thêm ý kiến gì không. Nào ngờ phía dưới báo Huyền Diệu còn chưa trở lại, do dự một lúc hoàng ban không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định sai người đưa tin cho đinh vệ đem tình huống của bên này báo cho biết đồng thời lệnh cho người của người của đại nguyên thánh địa âm thầm theo dõi động tính của người vô song thánh địa bên kia theo tin tức báo về ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên bảy phái đã bị người vô song thánh địa khống chế nghiêm ngặt xem tình hình rõ ràng là sợ có người sẽ ra tay đối với người của bảy phái tới gần trạng vạng tối yêu hồ tư đưa tin đến hoàng ban vừa xem tin tức gửi tới thì vô cùng khiếp sợ Nghiêu hữu đạo bị ám sát, nghiêu hữu đạo lại có thể chết rồi. Cửu thánh ra lệnh quyền lớn sinh sát đối với các nhân viên đôn đốc kiểm tra thuộc về chín đại thánh địa, bất kỳ người nào chưa được phép thì không được tự tiện động tới. Bây giờ nghiêu hữu đạo nhận lệnh của các thánh tới đôn đốc kiểm tra lại có thể bị thích khách che mắt ám sát ở trước mắt bao nhiêu người. Hơn nữa còn là bên trong thánh cảnh, lại ngang nhiên ám sát ở bên trong thánh cảnh của cửu thánh. Hoàng Ban cầm tin tức xem đi xem lại nhiều lần xác nhận, hầu kết lăn lộn, vẻ mặt tương đối khó coi, trong miệng thì thầm. Sao có thể như vậy được? Người kia giả dối như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị người ám sát được? Ai làm, liên tưởng đến động tính của nhân viên vô song thánh địa, lẽ nào bên kia đã biết tin rồi? Nhưng nhìn kỹ thời gian liên lạc với lúc chuyện xảy ra trên tin tức đưa đưa, theo lý thuyết vô song thánh địa không có khả năng biết trước tình hình mới đúng. Đây không phải là chuyện nhỏ, Hoàng Ban ngồi không yên lại dẫn người đi thẳng đến vô song đường, nhưng vẫn không vào được hoàng ban tức giận sai người mời chấp sự của vô song đường ra gặp và đưa tin tức do yêu hồ tư gửi tới cho đối phương xem sau khi chấp sự của vô song đường xem xong cũng chấn động ngẩng đầu lên nói sao có thể như vậy được hoàng ban trầm giọng nói ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi hắn giơ tay lên chỉ về phía trong viện có phải có liên quan đến chuyện này không chấp sự của vô song đường lắc đầu không phải đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau hoàng ban lần này nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái đều ra ngoài, trước đó bọn họ không nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo, bọn họ có đi cùng với Nhiêu Hữu Đạo. Chấp sự của vô song đường do dự một lát, gật đầu nói. Trước đó hình như là ở cùng một chỗ, hoàng ban, khi bọn họ ở cùng một chỗ đã làm gì? Chấp sự của vô song đường lắc đầu, ta không rõ lắm, bọn họ truyền pháp chỉ của vô song thánh tôn, không cho chúng ta hỏi thăm quá nhiều. Chúng ta chỉ tuân theo thánh lệnh bảo vệ bọn họ, hoàng ban, bây giờ ta muốn thấy bọn họ. Lúc này, chấp sự của vô song đường phản đối. Không được, ngay cả nghiêu hữu đạo cũng bị người giết, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta không có cách nào ăn nói được với thánh tôn. Mặt hoàng ban lộ vẻ giận dữ, bây giờ ta muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay cả tình huống gì cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ hung thủ tiêu tất cả manh mối sao? Cho dù ngươi đề phòng chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể ra tay với bọn họ ở trước mắt bao nhiêu người sao? nói hắn nói có lý, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, chấp sự của vô song đường chỉ cho phép một mình hoàng ban vào trong, những người còn lại đều bị cản ở ngoài cửa, hỏi tình hình cũng không cần cả một đám người xông vào làm gì. Nhân viên của bảy phái được gọi tới, hoàng ban nói ra tình hình và hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhân viên của bảy phái chấn động, như hữu đạo bị ám sát và chết rồi sao? Trong giây lát mọi người khó có thể tiếp nhận được hiện thực này, ngược lại không phải bọn họ thương tiếc Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy hắn bị chết là đáng tiếc, mà bọn họ đều lĩnh giáo qua Nưu Hữu Đạo khó đối phó thế nào, người có thủ đoạn không tầm thường lại khó dây dưa mà chết như vậy. Bảy phái trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này không giống như đám người hoàng ban đã tưởng. Sau khi ra khỏi vô lượng viên, Nưu Hữu Đạo từng nói chuyện này liên lụy tới những người không thể coi thường được, cố ý bảo mọi người tách ra, đi theo những con đường khác nhau để quay về, nói rõ là sợ sẽ xảy ra chuyện hiển nhiên hắn sợ mọi người tập trung lại một chỗ cũng khó ngăn cản được lực lượng của người giật dây phía sau. Bây giờ quả nhiên đã gặp chuyện không may, hơn nữa kẻ gặp chuyện không may còn là bản thân Ngưu Hữu Đạo chịu trách nhiệm điều tra vụ án, đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Chương 1704, chấn động 2. Có thể nắm bắt được chính xác hướng đi của Ngưu Hữu Đạo, có thể giết Ngưu Hữu Đạo, dám ra tay với nhân viên đôn đốc kiểm tra nhận lệnh của Thánh Tôn ở ngay bên trong thánh cảnh, có thể thấy được nước trong này sâu không tầm thường bởi vì điều này hình như đã chứng thực lời nghiêu hữu đạo nói không thể coi thường được người liên lụy tới có thể thấy được nghiêu hữu đạo đã thật sự uy hiếp đến nhân vật lợi hại gì không tiếc quyết đoán trực tiếp phát sát thủ lại một lần hành động khiến nghiêu hữu đạo bị mất mạng rốt cuộc là ai người của bảy phái vừa suy nghĩ đã thấy khiếp sợ tới cực độ thấy một nhóm người không nói gì hoàng ban trầm giọng nói vì sao không nói gì nếu trước đó các người ở cùng với nghiêu hữu đạo vì sao không trở về cùng nhau thái thúc sơn hải do dự nói chẳng lẽ hoàng quản sự không biết chúng ta đi đâu sao hoàng ban tức giận nói các ngươi báo hướng đi lên trên chỉ là đi ngang qua sau đó đi đâu chỉ có chính các ngươi hiểu rõ ta hỏi ngươi ngươi ngược lại hỏi ta sao nếu ta biết còn cần phải hỏi các ngươi à ta nói cho các ngươi biết chuyện này không thể coi thường được nếu không điều tra rõ ràng thì các ngươi cũng không thoát được tình nghi thái thúc sơn hải hoàng quản sự không phải chúng ta không muốn nói nếu các ngươi không biết vậy đã nói rõ là Vô Song Thánh Tôn phong tỏa tin tức, lúc đó chúng ta từng gặp mặt Vô Song Thánh Tôn, chuyện liên lụy tới rất nhiều người không thể coi thường được. Nếu không có Thánh Tôn lên tiếng, chúng ta không dám tùy ý để lộ tin tức." Ngươi, hoàng ban phất tay tức giận nói, "Các ngươi có biết không, nếu không biết tình hình thì phiếu miểu các lại không có cách nào đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ, sẽ để cho hung thủ có cơ hội hủy manh mối." Trưởng lão Vạn thú môn an thủ quý, những lời hoàng quản sự nói, chúng ta đều hiểu nhưng nếu không có Thánh Tôn lên tiếng về chuyện này, chúng ta thật sự không dám để lộ tin tức, bằng không chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Ha ha, Hoàng Ban cười lạnh nhưng cũng không thể làm được gì, cuối cùng phất tay áo rời đi. Sau khi những người ngoài đã rời đi, nhân viên của bảy phái ở lại bên trong đình viện ngơ ngác nhìn nhau. Nghiêu Hữu đạo chết rồi, làm sao có thể chết được chứ? Mai Trường Hồng trưởng lão huyết thần điện buồn bực, tên kia cáo già, như vậy, nghe nói trước đây còn cứu muội muội của Thương Triều Tông, lúc bị một đám cao thủ của ba phái lớn nước triệu bao vây tấn công vẫn có rất nhiều túc lão tham dự cũng không thể giết chết được hắn hắn có thể bị người ta giết dễ dàng như vậy sao thái thúc sơn hải than thở đừng quên đây là nơi nào ba phái lớn nước triệu làm sao có thể so sánh được chuyện lớn như vậy hoàng ban không có khả năng nói bậy ở trước mặt mọi người tất nhiên đây là sự thật an thủ quý thở dài và mọi người làm sao bây giờ mặc dù trên tay chúng ta có một đống khẩu cung nhưng chúng ta căn bản không biết manh mối vì gì chúng ta cầm một đống khẩu cung thì có khả năng gì chứ nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra manh mối gì cả trưởng lão liệt thiên cung vũ hoa trầm ngâm nói chỉ sợ đây chính là nguyên nhân khiến nghiêu hữu đạo gặp phải họa sát thân suy nghĩ một chút cũng thấy đúng mọi người đều thổn thức không thôi nghiêu hữu đạo làm mưa làm gió ở bên ngoài lại chết ở nơi đây mọi người đều bị nhốt ở bên trong thánh cảnh không quan tâm trước đó bọn họ hận nghiêu hữu đạo tới mức nào lúc này không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo xót thương. Quay về trong chung su đường, Hoàng Ban nhìn thấy huyền diệu đang chờ liền tức giận nói. Tìm ngươi mãi không được, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi sao? Huyền diệu cười nói, ta vừa trở về lại nghe nói về chuyện vô song thánh địa bên kia đã làm. Có chuyện ẩm ý gì vậy? Hoàng Ban than thở, gặp chuyện không may, ánh mắt huyền diệu lóe lên. Hắn thật sự vừa trở về, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi những người biết rõ tình hình đều đi theo Hoàng Ban nên hắn không thể lập tức biết tin, liền hỏi dò. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Ban bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiêu hữu đạo chết rồi. Hắn gặp một đám thích khách che mắt bao vây tấn công, bất hạnh gặp nạn ở hoang trạch tử địa. Đây là tin tức do chấp sự yêu hồ tư Chu Thiên Vũ chuyển đến, người xem rồi giúp ta đưa ra quyết định đi. Hắn móc tin tức trong tay áo ra và chuyển tới. Huyền Diệu lập tức nhận lấy kiểm tra, sau khi nhìn kỹ một lúc, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi lại có thể chết thật ai to gan lại dám ám sát nhân viên đôn đốc kiểm tra nhận lệnh của thánh tôn ở ngay trong thánh cảnh như vậy chứ ta cũng buồn bực hoàng ban mới nói được một nửa đột nhiên thoáng ngẩn người ra chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối phương và chậm rãi nói sao bây giờ ngươi mới về huyền diệu ta có việc phải đi một chuyến tới yên vũ lâu bên kia ngươi không phải không biết mà hoàng ban ngươi phải đi lâu như vậy sao huyền diệu đi lại không tránh được chuyện phải dừng lại một lát cũng không thể chạy tới chạy lui không ngươi nói vậy là có ý gì ngươi sẽ không nghi ngờ là do ta làm chứ hoàng ban ta nghi ngờ hay không thì không quan trọng ngươi và nghiêu hữu đạo có thủ oán trong lúc đó ngươi lại không có mặt ở đây nếu người khác nghi ngờ ngươi sẽ gặp phiền phức đấy huyền diệu lập tức nghiêm khắc nói hoàng ban nói cũng không thể nói lung tung được đâu ta vẫn luôn ở yên vũ lâu bên kia người từ trên xuống dưới yên vũ lâu đều có thể làm chứng hoàng ban ngươi không cần khẩn trương bản thân ngươi có thể có chứng cứ là tốt nhất ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng gây phiền toái cho tiên sinh thôi huyền diệu ngươi suy nghĩ nhiều rồi có nhiều nhân chứng nhìn thấy ta ở yên vũ lâu sẽ không thể hát được nước bẩn đến trên người ta đâu thấy hắn như vậy hoàng ban cũng không nói gì nữa than thở ở bên ngoài sợ rằng tiên sinh không sống tốt lắm rất nhiều chuyện ta cũng không làm chủ được phải nhanh chóng báo lên để mời tiên sinh mau chóng trở về thôi. Hắn vừa nói dứt lời liền bước nhanh tới sau bàn và tự tay viết một lá thư, bảo thủ hạ mau chóng truyền tin tức ra. Huyền Diệu chờ ở một bên, sau khi Hoàng Ban xử lý xong tình hình cấp báo mới hỏi. Nghe nói người của vô song thánh địa giữ lại người của bảy phái khác, chuyện đó có liên quan đến chuyện này không? Hoàng Ban lắc đầu, không nói là giam giữ mà là bảo vệ. Trước khi Nhiêu Hiếu Đạo gặp chuyện không may, người của tám phái chắc chắn ở cùng một chỗ, cũng không biết bọn họ đã làm chuyện gì, hình như là ở cùng một chỗ với Lữ Vô Song. Sau khi những người này quay về đã lập tức được người của Vô Song Thánh Địa bảo vệ toàn diệt, duy nhất chỉ có Ngưu Hữu Đạo chậm chạp không về, không ngờ cuối cùng lại bị ám sát bỏ mạng. Huyền Diệu giật mình không nhỏ, trước đó, đám người Ngưu Hữu Đạo ở cùng với Lữ Vô Song sao? Bọn họ ở cùng một chỗ làm gì? Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng không nghĩ ra, bọn họ làm sao có thể ở cùng với Lữ Vô Song. Hoàng Ban, ta cũng rất muốn biết bọn họ ở cùng một chỗ làm gì, cuối cùng lại giống như gặp phải kẻ địch lớn như vậy. Ta đi hỏi, người của bảy phái không chịu tiết lộ, nói là không có thánh tôn mở miệng thì không dám tiết lộ. Trong mắt Huyền Diệu đầy kinh ngạc không hiểu, lại nghi ngờ suy nghĩ. Hoàng Ban cũng im lặng suy nghĩ một hồi, chợt than thở. Huyền huynh, có thể khiến cho Lữ Vô Song tự mình tham dự vào thì sợ rằng chuyện này không nhỏ đâu. Một khi Nghiêu Hữu đạo chết có liên quan đến chuyện này, vậy sợ rằng cái chết của Ngưu Hữu Đạo sẽ không có cách nào dễ dàng qua được. Thánh Tôn giận dữ thì máu chảy thành sông, rất có thể sẽ bắt lấy mạng của một đám người bù vào. Huyền Diệu cảm giác miệng lưới chợt khô khốc nhưng không lên tiếng, hầu kết lăn lộn. Hắn không nghĩ ra lữ vô song làm sao có thể cuốn vào, sợ rằng chuyện này khó có thể kết thúc tốt đẹp được. chương 1705, bắt, vô song thánh địa, chỗ lan can của điện ngọc lâu các, lữ vô song ngước mắt nhìn lên trời sao và đột nhiên xoay người quay đầu, lạnh lùng nói. Chết rồi, hoa mỹ đệ tử tới bẩm báo cũng có nhan sắc không tầm thường, hai tay dâng tấu. Vâng, nói là gặp phải một đám người bịt mặt tập kích ở hoang trạch tử địa, căn cứ theo vết thương để phán đoán thì chắc là chết ở dưới sự tấn công của thiên kiếm phù tê. Lữ vô song dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy tờ giấy, mắt lạnh nhìn lướt qua nội dung phía trên và chợt thản nhiên cười lạnh. Vẫn rất biết điều, kẻ đứng sau chuyện này đúng là thần thông quảng đại, như hiểu đạo vừa điều tra ra được vô lượng viên, lập tức có người ra tay với hắn để diệt khẩu thật đúng là nóng lòng không chờ được nữa nghiêu hữu đạo chắc đã thật sự nắm giữ được thứ làm cho đối phương sợ hãi bằng không sẽ không nóng lòng như vậy hoa mỹ kinh ngạc sư tôn nói như hữu đạo đang điều tra về vô lượng viên sao tờ giấy trong tay lữ vô song rung lên và hóa thành cắt bụi theo gió rời đi xem ra ta phải đích thân đi vấn thiên thành một chuyến hoa mỹ giật mình trước đó không phải sư tôn vừa bảo sư đệ đi vấn thiên thành sao không có câu trả lời nàng còn muốn hỏi sư tôn bảo sư đệ đi vấn thiên thành làm gì, nhưng trả lời nàng chỉ có tiếng xé gió nhanh chóng rời đi. Sư tôn đã hóa thành bóng mở dưới ánh trăng lao về phía chân trời. Vô lượng viên, Ngao Phong vừa từ trong nhà đi ra và đang muốn tìm kim húc chấp sự của phái vô hư thánh địa đóng tại đây, chợt ngạc nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy một đám người làm cho hắn phải bất ngờ. Đám người này đến từ vô hư thánh địa, người dẫn đầu chính là sư phụ hắn Diệp Niệm chỉ thấy diệp niệm dẫn một đám người lao thẳng đến vô hư đường nơi chấp sự ngồi công đường xử án hắn lập tức bước nhanh tới muốn bái kiến đợi hắn vừa đến phát hiện một đám người do diệp niệm dẫn đến đã bao vây kim húc chấp sự phái đóng tại đây mấy nhân viên vô hư thánh địa ngơ ngác nhìn nhau không biết tại sao kim húc nhìn quanh và trầm giọng nói diệp niệm người làm vậy là có ý gì diệp niệm nhìn chằm chằm vào hắn ta không có ý gì khác ta nhận pháp chỉ của thánh tôn đến đây trực tiếp hỏi kim bá ngài mấy câu kim húc trầm giọng nói đã là pháp chỉ của thánh tôn thuộc hạ cung kính mời cứ hỏi diệp niệm ngày hôm trước nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái tới vô lượng viên đôn đốc kiểm tra là ngươi truyền tin tức về vô hư thánh địa đúng không kim húc đúng vậy bọn họ muốn xông vào nhưng ta không chịu thế nhưng bọn họ lấy danh nghĩa là nhận lệnh của thánh tôn ta không tiện ngăn cản nên chỉ có thể cho đi sau đó ta nhất định phải báo chuyện này lên cho thánh tôn lẽ nào làm vậy là có lỗi gì sao diệp niệm gật đầu không sai, ta hỏi ngươi, trừ ngươi ra, trong ngày ngươi phát ra kim xí đưa tin ra bên ngoài còn có ai khác từng thả kim xí đưa tin không? Kim húc, ngay đó là do vô hư thánh địa ta đến lượt canh phòng nên do ta nắm giữ cửa trận. Trong ngày đó, mỗi lần cửa trận mở ra thì ta đều có mặt. Ngoại trừ ta ra lệnh cho người thả một con kim xí bay ra ngoài cũng không có người nào khác. Tuy nhiên... Sau khi vô hư thánh địa giao ban công việc, người của những phái khác có phái kim xí ra không thì ta không biết. Diệp niệm, Nói cách khác, người thừa nhận trong ngày đó trừ ngươi ra thì không có ai khác ra ngoài truyền tin tức. Kim Húc, ngoài mặt thì đúng là như vậy, nhưng bữa đó có người ra vào rất nhiều, sau khi người rời khỏi đây có truyền tin tức ra ngoài hay không, ta không dám cam đoan. Diệp Niệm, nếu đã thế, sợ rằng Kim Bá đành phải chịu oan ức một chút vậy. Hắn phất tay ra hiệu, người đi theo lập tức xông lên khống chế Kim Húc. Đối phương lấy danh nghĩa của vô hư tới Kim Húc mặc dù không dám phản kháng nhưng vẫn dễ dụa vài cái, không cam lòng nói. Diệp Niệm, vì sao lại bắt ta? Diệp Niệm, Kim Bá, trong sạch hay không bản thân mình biết, ngài là tâm phúc của Sư Tôn nên không ai dám gây khó dễ với ngài. Đây là ý của Sư Tôn, mời ngài quay về Thánh địa một chuyến để phối hợp điều tra một vụ án, sau khi tra rõ sẽ thả cho ngài tự do. Ở đây, tạm thời do ta tiếp nhận thay ngài chấn thủ. Kim Húc kêu, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Diệp Niệm, có làm gì sai hay không thì đến thánh điện ngài sẽ biết. Hắn phất tay quát một tiếng, dẫn đi, cứ như vậy, Kim Húc lập tức bị áp giải đi, điều này nhanh chóng kinh động tới tất cả vô lượng viên, mọi người đều nhìn chầm chầm vào Kim Húc bị áp giải đi. Tất cả các loại xì xào bàn tán đều có, có người thậm chí nghi ngờ, lẽ nào nội gian của vô lượng viên chính là Kim Húc. Vì nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái ẩm ý một đợt khiến mọi người đều đang suy đoán về chuyện nội gian, sau khi tự mình nhìn kim húc rời khỏi vô lượng viên diệp niệm lại chào hỏi chấp sự của tám nhà khác tám vị chấp sự khác hỏi thăm nhưng diệp niệm không chịu để lộ sau khi quay về vô hư đường diệp niệm gọi ngao phong qua ngao phong không tránh được chuyện phải tới bái kiến sư tôn diệp niệm thản nhiên giơ tay lên ra hiệu miễn lễ và hỏi khi nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái tới điều tra người ở đang làm nhiệm vụ cửa đại trận sao trong lòng ngao phong thấp thỏm không biết rốt cuộc có chuyện gì nói chung là hắn có tật giật mình không nhịn được liên tưởng tới vấn đề đi trộm đồ nhưng vẫn không nghĩ ra được nếu như hắn phát hiện ra trộm đồ làm sao có thể thoải mái như vậy cũng không thấy bên phía cây ăn quả kia có động tĩnh gì gần đây hắn vẫn luôn để tâm tới phản ứng bên phía cây ăn quả kia hơn nữa phát hiện ra chuyện trộm đồ thì bắt kim húc làm gì đúng là đệ tử đang làm nhiệm vụ ngao phong cẩn thận trả lời diệp niệm trong ngày đó ngoại trừ kim húc đưa tin ra ngoài còn có ai khác nữa ngao phong trong ngày chỉ có kim húc không thấy có ai khác hắn nói xong một lúc lâu không thấy sư phụ có phản ứng gì bèn ngẩng đầu nhìn thấy sư phụ hình như đang suy tư điều gì nên không nhịn được hỏi sư tôn kim lão phạm phải chuyện gì sao liếc mắt nhìn đồ đệ diệp niệm cũng không giấu giếm hắn sau khi nghiêu hữu đạo rời khỏi vô lượng viên ngày tiếp theo đã gặp nạn bị ám sát ở hoang trạch tử địa a à, ngao phong cực kỳ hoảng sợ nghiêu hữu đạo chết rồi ông trời của ta ơi trò đùa này hơi lớn rồi đấy mình thật vất vả đưa đồ trộm được ra ngoài nếu như nghiêu hữu đạo chết ai sẽ nhận món nợ này hắn chạy đi hoang trạch tử địa bên kia có tác dụng gì nữa mạo hiểm bao nhiêu phí tâm huyết bao nhiêu hắn không có cách nào tiếp nhận được kết quả này cuối cùng lại lắp bắp nói chuyện này sao có thể như vậy được diệp niệm mắt lạnh nói có gì không thể chứ nghiêu hữu đạo điều tra vô lượng viên đã điều tra ra chuyện gì nếu không có những người khác truyền tin tức ra ngoài Kim Húc chính là người bị tình nghi lớn nhất. Từ thời gian Nhiêu Hữu Đạo chết, nhất định là có người để lộ tin tức trong ngày thì bọn họ mới kịp chuẩn bị ra tay như vậy. Vì sao phải giết Nghiêu Hữu Đạo vào thời điểm này? Suy nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Tin Nghiêu Hữu Đạo chết vừa truyền tới Thánh Địa đã lập tức khiến cho Thánh Tôn nghi ngờ. Thánh Tôn vừa tiếp xúc với tin tức này đã lập tức hạ lệnh khống chế Kim Húc, người trong Thánh Địa có khả năng tiếp xúc đưa tin nhất về nghiêm khắc điều tra. Ngao Phong, chuyện này, cũng hoàn toàn có thể là do sau khi đám người nghiêu hữu đạo rời khỏi đây đã tự mình tiết lộ. Diệp Niệm, cho nên mới phải điều tra, chỉ mong không phải là do Kim Húc gửi ra tin tức khiến người ta bị lộ, bằng không thánh tôn giận dữ. Hắn lắc đầu và không nói thêm gì đi nữa, chỉ thở dài một tiếng. Ngao Phong hoàn toàn mờ mịt, hắn vốn định xin Kim Húc nghỉ, muốn dùng kỳ nghỉ một năm để nhân cơ hội rời đi. Trường 1706, ô thường, chiêu hồn đại pháp. Một, nào ngờ Kim Húc lại có thể bị bắt, lại có thể đổi thành sư phụ hắn tới chấn thủ. Điều này cũng không có gì, vấn đề lớn nhất bây giờ là Nghiêu Hữu Đạo chết rồi, hắn có nên rời khỏi vô lượng viên hay không? Nhất thời hắn khó có thể lựa chọn, sao có thể sẽ chết như vậy được? Hắn thật sự không nghĩ ra, hắn biết quá rõ, nội gian chó má gì đó hoàn toàn là giả. Sao Nghiêu Hữu Đạo có thể bởi vì để lộ tin tức nội gian giả mạo mà bị giết được? Không có khả năng, nhưng Thánh Địa không có khả năng có tin tức sai được, nghiêu hữu đạo nhất định đã chết rồi bây giờ hắn thật sự bất đắc dĩ muốn hỏi trời xanh tại sao có thể như vậy được nghiêu hữu đạo khoanh chân ngồi tính tỏa bên trong thạch thất chậm rãi mở mắt ra trong miệng thở ra một hơi máu tinh khí thần đều chậm lại thấy hắn điều trị thu công ba người đang im lặng chờ đợi bên cạnh lập tức vây quanh tần quan lên tiếng nói tộc trưởng của hồ tộc cho người ta tới nhắn nói trưởng lão tỉnh thì thông báo một tiếng bảo đồ đã tới mời trưởng lão đi qua một chuyến Nưu Hữu Đạo gật đầu đứng dậy, bước một bước rồi dừng lại và nhìn về phía Côn Lâm Thụ hỏi: "Vết thương của ngươi không sao chứ?" Côn Lâm Thụ lắc đầu, "Đã uống thuốc nhưng không thể thi pháp, tối đa là khôi phục chậm một chút nhưng không có gì đáng ngại." Nưu Hữu Đạo, "Không phải ta không tin các ngươi, mà là có một số việc không thể coi thường được. Ta tạm thời không thể để cho các ngươi ra ngoài, chỉ có thể khiến ba người các ngươi chịu oan ức ở đây một thời gian ngắn." phong tỏa pháp lực của các ngươi là sợ các ngươi đợi lâu không suy nghĩ thông suốt sẽ mạnh mẽ ra ngoài. Nhất là côn lâm thụ ngươi luôn nhớ kỹ chuyện của thiên hỏa giáo bên kia, ngươi rất có thể sẽ đi nhắc nhở gì đó. Có vài chuyện, ta có thể giúp ngươi được tọa nguyện, có vài chuyện, ta không thể giúp ngươi toại nguyện được. Không quan tâm ngươi có thể suy nghĩ thông suốt hay không, ta đều phải tạm thời khống chế các ngươi ở đây. Đây cũng là tốt cho các ngươi thôi, sau này các ngươi sẽ hiểu. Côn lâm thụ nói, tất cả đều nghe đạo gia sắp xếp. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên và ra hiệu ba người dừng lại, một mình rời đi. Hắn vừa xuất hiện liền có hồ tộc thông báo cho Hắc Vân. Chỉ một lát sau, đám người Hắc Vân đã đi ra đón hắn, thần thái đều có vẻ hưng phấn. Nghe nói đồ đã đến rồi, Nghiêu hữu đạo hỏi một câu, đúng vậy, đồ đã tới rồi, Hắc Vân đưa tay mời. Mấy người tiến vào một gian phòng đá có hai vị trưởng lão tự mình canh gác. Hắc Vân đi tới bên cạnh bàn và mở một hộp ngọc nhỏ ra, lập tức thấy được có ánh sáng màu đỏ ôn hòa phát ra. Ngưu Hữu Đạo tới gần nhìn, 12 vô lượng quả nằm yên ổn ở trong đó, hắn thò tay sờ vào một quả để kiểm tra. Hắc Vân đứng bên cạnh hưng phấn nói, ngươi tính sắp xếp chuyện này thế nào? Ngưu Hữu Đạo tiện tay ném vào tay hắn, giúp lão tộc trưởng khôi phục rồi nói sau, thấy hắn nghĩ đến lão tộc trưởng mà hoàn toàn không keo kiệt, các hồ yêu lập tức liên tục gật đầu vỗ tay khen ngợi, trong ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo lại có thêm thiện cảm. Dù sao đây cũng là vật báu vô giá đặc biệt chân quý. Thật ra, cho dù Ngưu Hữu Đạo không nói, bọn họ cũng nhất định phải tranh thủ một quả cho lão tộc trưởng trước. Trái cây vừa đến, Ngưu Hữu Đạo còn chưa chữa thương tỉnh lại, bọn họ đã chuẩn bị khôi phục cơ thể cho lão tộc trưởng, cũng không phải muốn chờ Ngưu Hữu Đạo đồng ý mà hắn không đồng ý cũng không được. Bọn họ cảm thấy đây là mình nên được, không có hồ tộc giúp đỡ, Ngưu Hữu Đạo không có khả năng nhận được những hồ tiên quả này, dựa vào cái gì mà không cho bọn họ một phần. Đương nhiên, nhiều hữu đạo có thể chủ động tỏ thái độ cũng tiết kiệm miệng lưỡi tranh cãi hoặc gây ra mâu thuẫn. Khi bên này cẩn thận cất kỹ trái cây, nhiều hữu đạo thử hỏi tiếng. Với dược lực của trái cây, tộc trưởng phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại? Hắc vân, cơ thể của lão tộc trưởng đã từng tạo hình, có dược lực của hồ tiên quả thì dĩ nhiên có thể khôi phục năng lực biến hóa. Vấn đề bây giờ là lão tộc trưởng bị tổn thương tới căn bản nên cần phải khôi phục cơ thể bị tổn thương. Nhiều hữu đạo hiểu rõ. Đây là chỉ khôi phục lại con mắt thứ ba do ngân cơ tự mình móc đi. Hắn gật đầu nói, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Hắn đưa trái cây chó lão tộc trưởng khôi phục cũng có một nguyên nhân khác, hắn không có kinh nghiệm sử dụng vô lượng quả, hồ tộc bên này nhất định là có kinh nghiệm nên hắn muốn quan sát một chút. Hắc phân, chỉ cần hồ tiên quả tới là lập tức có thể bắt đầu, tuy nhiên phải chờ người tới đã. Ta đã triệu tập các đại trưởng lão ở hoang trạch tử địa, bọn họ sẽ mau chóng chạy về để hợp lực trợ giúp lão tộc trưởng khôi phục lúc này nghiêu hữu đạo khiêm tốn thỉnh giáo sử dụng hồ tiên quả còn cần những người khác trợ lực mới được sao hắc vân lắc đầu giải thích không phải người không phải là không biết tình hình của lão tộc trưởng ngài vẫn trong trạng thái hôn mê nên không có cách nào thi triển yêu lực để luyện hóa dược lực của tiên quả không thể đạt được mục đích khôi phục bởi vậy nhất định phải có người ngoài rót lực vào giúp đỡ dựa vào mấy người chúng ta sợ lại yêu lực không đủ sẽ có sơ suất nên vẫn chờ người đến đông đủ thì ổn thỏa hơn thì ra là thế, Nưu Hữu đạo gật đầu, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể đám người kia đến đông đủ lại nói sau, không thể gấp được. Sau khi hắn hỏi thăm qua, được biết đại khái còn phải gần nửa ngày sau những trưởng lão này mới có khả năng lần lượt chạy tới, Hắc Vân còn phải để bọn họ khôi phục yêu lực hao tổn do vất vả chạy trên đường nữa. Đối với hồ tộc, giúp đỡ ngân cơ khôi phục là chuyện lớn, không thể qua loa được, phải cẩn thận vẹn toàn. Nưu Hữu đạo cũng không sốt ruột, nhân lúc vết thương mới khôi phục, tinh lực tăng trở lại hắn bắt đầu sắp xếp chuyện của mình. Đại La Thánh Địa, La Phương phỉ vội vàng đi tới phòng làm việc của Sa Như Lai. Sa Như Lai chỉ ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục vùi đầu làm công việc của mình, nào ngờ La Phương phỉ chống hai tay xuống bàn và cúi người nói. Sư Huynh, có chuyện không may rồi, như hữu đạo đã chết. Sa Như Lai thoáng ngẩn người ra và chậm rãi ngẩng đầu nói với vẻ khó có thể tin nổi. Muội nói gì, La Phương phỉ, như hữu đạo chết rồi, hắn bị người ta giết ở hoang trạch tử địa. Sa như lai chấn động mà đứng phát dậy, trầm giọng nói. Sao có thể như vậy được? La Phương phỉ sửng sốt, không ngờ được sư huynh lại có phản ứng lớn như vậy. Điều này có gì mà không thể chứ? Ta vừa xác nhận rồi, không sai được đâu. Sa như lai, bị ám sát ở hoang trạch tử địa. Do yêu hồ làm à? La là Phương phỉ, không, nghe nói là một đám người bịt mặt làm. Chúng gió thân phận không rõ, trước mắt đang truy tìm điều tra thân phận của hung thủ. Ngay cả phụ thân cũng bị kinh động phải đi tới vấn thiên thành chết rồi xa như lai tự mình lẩm bẩm rời khỏi bàn rồi đi qua đi lại với dáng vẻ có chút mờ mịt khó có thể tiếp nhận được trước đây không lâu hắn đã nhận được tin tức từ bên phía vấn thiên thành nói là người vô song thánh địa đã khống chế nhân viên của bảy phái hắn còn đang buồn bực không biết có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là vì chuyện này sao thấy phản ứng của sư huynh có chút thất thường là phương phỉ nghi ngờ nói sư huynh làm sao vậy xa như lai lắc đầu thở dài ta không sao La Phương phỉ lại gần kéo cánh tay hắn, ta nhìn ra được, sư huynh quả nhiên là rất quan tâm tới nhiều hữu đạo, huynh thưởng thức hắn sao. Ta biết nhiều hữu đạo có chút năng lực, chết đi thật sự có chút đáng tiếc. Nghe nàng nói vậy, xa như lai tỉnh táo lại và phủ nhận. Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ quá giật mình thôi. Bây giờ nhiều hữu đạo có thân phận gì? Chính là nhận lệnh của thánh tôn tới đôn đốc kiểm tra, ai có lá gan lớn tới mức ra tay giết hắn như vậy chứ? Trường 1707, ô thường, chiêu hồn đại pháp hai la phương phỉ đúng vậy ta cũng muốn biết là ai làm đúng là gan chó quá lớn rồi xa như lai chợt nhớ ra cái gì thử hỏi xác nhận người chết là nghiêu hữu đạo sao la phương phỉ thoáng ngẩn người ra sư huynh làm sao vậy chẳng lẽ còn có thể báo tin tức giả sao người chết đương nhiên là nghiêu hữu đạo không phải nghiêu hữu đạo còn có thể là ai khác chứ ta không phải có ý này ta hỏi đã xác nhận thi thể là bản thân nghiêu hữu đạo chưa Sa Như Lai giải thích một câu, sở dĩ hắn hỏi vậy bởi vì hắn biết một chuyện khác, hắn từng tự tay tiến một, như hữu đạo. La Phương Phỉ, ngay cả phụ thân cũng bị kinh động thì dĩ nhiên là chính xác rồi, sao có thể sai được chứ? Nói có lý, Sa Như Lai gật đầu, sau đó lấy lý do còn có công vụ mà đuổi La Phương Phỉ đi. Người đi rồi, hắn lại không làm việc nữa, vẫn đi qua đi lại ở bên trong phòng với vẻ mặt nghi ngờ. Người chết có đúng là nghiêu hữu đạo không? Bên trong thánh cảnh chẳng phải vẫn có một, như hữu đạo sao? Hắn nghi ngờ người chết kia là giả, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, không quan tâm là thật hay giả, chỉ cần chết một người, một người khác cũng không dễ hiện thân. Lẽ nào như hữu đạo thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tên giảo hoạt kia lại chết như vậy, thật sự có thể dễ dàng chết ở trong tay người khác như vậy sao? Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt lành, biết càng nhiều lại nghĩ càng nhiều, càng thấy phiền não hơn. Mà sau đó, Vương Tôn đi tới dâng một phần mật thư. Là mật thư do Ngưu Hữu Đạo gửi tới, hẹn gặp mặt hắn. Theo quy củ cũ, thời gian gặp mặt do xa Như Lai sắp xếp, vì làm vậy xa Như Lai bên này sẽ yên tâm hơn. Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lá thư này, chắc hẳn người chết là giả. Chỉ là hắn không rõ Ngưu Hữu Đạo làm như vậy để làm gì. Bên trong thánh cảnh chết một người, Ngưu Hữu Đạo người còn có thể lộ diện được sao? Hắn nóng lòng muốn biết nguyên nhân nên lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện gặp mặt trong vấn thiên thành, bầu không khí khẩn trương khác thường. Hoàng Ban làm quản sự chấn thủ nơi đây lo lắng không yên, nhưng hắn không có cách nào. Cục diện quá lớn nên chín thánh đều tới. Một vấn thiên thành nho nhỏ, bình thường khó thể thấy được một thánh tôn đi tới. Bây giờ chín thánh tập trung, Hoàng Ban cảm giác áp lực rất lớn. Chờ sau khi chín thánh tập trung bên ngoài đình, Hoàng Ban không ngừng tính toán thời gian xem đinh vệ sẽ tới vào lúc nào. Bây giờ chắc cũng sắp đến rồi mới phải, cũng mong đinh vệ đến nhanh lên, bằng không hắn có cảm giác ăn không tiêu. Tâm tình cửu thánh cũng không tốt, nếu chẳng may hầu hạ không tốt thì chết thế nào cũng không biết đâu. Huyền Diệu cũng đứng bên cạnh nhưng trầm mặc ít nói, trên trình độ nào đó mà nói, đáng lẽ phải là hắn chấn thủ vấn thiên thành, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn thoát khỏi chuyện bị tra hỏi là chuyện may mắn rồi. Bây giờ không tới phiên hắn đứng ra gánh chịu áp lực này. Quản sự, di thể của Ngưu Hữu Đạo đã đến, Chu Thiên Vũ đi nhanh tới, chắp tay bẩm báo với Hoàng Ban trông vẻ mặt hắn cũng tiều tụy, hắn bắt không được hung thủ nên bị dày vò, vẫn luôn lo lắng buồn phiền. Hoàng Ban tức giận nói, sao bây giờ mới tới? Chu Thiên Vũ vội vàng giải thích nói, quản sự, chúng ta không thể mặc cho thích khách chạy thoát, vẫn luôn cố gắng lục soát khắp nơi. Sau khi nhận được thư do quản sự đưa tới, chúng ta mới tìm phi cầm đưa di thể về, vì vậy mới chậm trễ thời gian. Hoàng Ban cười lạnh, lục soát, lục soát được gì không? Kẻ dám ngang nhiên hạ sát thủ, người ta làm sao có thể không chuẩn bị thỏa đáng được. Lúc đó không bắt được, sau đó còn muốn lục soát nữa à. Ta thấy người cố ý kéo dài thời gian thì có. Ngay trước mặt người nhà, Chu Thiên Vũ cũng không dám nói láo, vẻ mặt đau khổ nói. Hoàng quản sự, ta biết là chậm trễ thời gian, nhưng ta cũng không có cách nào. Ta không thể không cố gắng hết sức, nếu tùy tiện lục soát vài cái đã trở lại, sao có thể báo cáo kết quả công tác được. Trong khi nói chuyện, hai nhân viên yêu hồ tư dùng cáng cứu thương đơn giản đưa thi thể tới hoàng ban lập tức tiến lên nhìn khi thấy rõ gương mặt của người chết hắn không nhịn được thở dài đúng là người này huyền diệu cũng vội vàng tiến lên nhìn sau khi thấy rõ người chết đúng là ngưu hữu đạo hắn còn thò tay thăm dò cơ thể của người chết khi xác nhận thật sự đã chết ánh mắt hắn không chừng thay đổi và quay đầu lướt nhìn trong đình không biết chín thánh muốn xem di thể làm gì nào cẩn thận nâng vào đi hoàng ban phất tay ra hiệu đưa cáng cứu thương đi vào đồng thời cũng nói với chu thiên vũ ngươi cũng vào đi ngươi là đương sự thánh tôn có khả năng sẽ hỏi chuyện ngươi chu thiên vũ hoảng hốt vội nói quản sự ta cũng không tận mắt nhìn thấy được khi ta chạy đến thì mọi chuyện đã kết thúc rồi ta cũng chỉ nghe người phía dưới nói thôi bọn họ nhìn thấy bọn họ biết hắn chỉ vào hai người nâng cáng cứu thương và muốn lảng tránh chuyện đi gặp chiến thánh hắn thật sự sợ hãi hoàng ban tức giận Bảo ngươi vào thì cứ vào đi. Chu Thiên Vũ bất đắc dĩ. Huyền Diệu thò tay đẩy vào sau lưng hắn sau đó cũng chủ động đi theo vào. Cán cứu thương được đưa vào và để lại ở giữa đình. Những người khác khoanh tay đứng. Hoàng Ban sửa sang lại trang phục rồi mới tiến vào chính sảnh. Chẳng bao lâu, hắn lại cúi người đi ra. Phía sau có 9 người cả nam cả nữ lần lượt đi ra. Đó chính là chín thánh vừa lộ diện đã phát ra khí thế đẻ người. Tham kiến thánh tôn mấy người đang đứng khoanh tay nhanh chóng chắp tay hành lễ. Nguyên sắc giống như một viên thịt tròn lớn đi tới phất tay. Nhưng người ở đây đều là người của phiếu miểu các, nói ra cũng là người của đại nguyên thánh địa hắn. Hôm nay là hắn nắm giữ phiếu miểu các của đại nguyên thánh địa. Mọi người hành lễ xong lập tức lùi lại, tránh cáng cứu thương. Cửu thánh đi tới bên cạnh cáng cứu thương và quan sát di thể. La thu hỏi, người này chính là nghiêu hữu đạo sao? Hoàng Ban vừa định trả lời, nào ngờ đốc vô hư mắt lạnh liếc nhìn lữ vô song. Có phải là nghiêu hữu đạo hay không thì phải hỏi lữ đại mỹ nhân. Lữ đại mỹ nhân và hắn chắc hẳn rất quen thuộc đi. Mấy người nghe vậy liền cùng nhìn về phía lữ vô song. Lữ vô song lạnh như băng nói. Đốc vô hư, người đừng ở chỗ này dở giọng điệu khó chịu nữa. Ta chỉ gặp mặt hắn một lần ở bên ngoài vô lượng viên, cũng chưa tính là quen thuộc. Nàng dứt lời liền đi tới, nhìn từ trên cao xuống. Chắc là hắn, mục liên trạch nhìn về phía ô thường bên cạnh ma đầu thì triển tà pháp chiêu hồn của ngươi đi ô thường với cơ thể cao lớn và để trần nửa trên lộ ra cơ bắp phạm vỡ tóc tai bù xù từ trong đám người đi ra hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của di thể quan sát một lát giọng nói vang dội nếu như âm hồn không tan thì còn có khả năng chết vào ban ngày đúng lúc dương trí thì âm sẽ sợ hãi bỏ trốn lại qua lâu như vậy nên trên cơ bản không khả năng làm được mục liên trạch trên cơ bản không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng dù sao cũng phải thử xem sao ô thường không nói thêm đột nhiên bấm tay bắn ra một đạo kình phong đánh xuống vị trí mi tâm của di thể một giọt máu đông cứng lại và chậm rãi từ lỗ thủng di chuyển lên trên không trung sau khi giọt máu di chuyển tới độ cao ngang ngực trong miệng ô thường hình như lẩm bẩm vài từ đột nhiên hai tay vỗ một cái chỗ vỗ tay dần dần có sương mù màu đen lượn lờ như ẩn như hiện ngón út và ngón áp út vừa thu lại ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên chọc ra, chỉ về phía giọt máu, sương mù màu đen quấn quanh ngón tay lập tức giống như một con rắn đen bơi về phía giọt máu này. Sương mù màu đen đánh lên giọt máu đều thẩm thấu vào trong giọt máu, cuối cùng ngưng tụ lại bên trong hình thành, rõ ràng một chấm đen ở bên trong. chương 1708, Ngân cơ phục nguyên 1. Khí tức vừa ngưng tụ, 10 ngón tay của ô thường đột nhiên lượn lờ tung bay, tạo thành ảo ảnh giống như hoa sen vậy. Điểm đen trong giọt máu lập tức phân loạn làm cả giọt máu chuyển động trên không trung càng lúc càng nhanh. Sau khi giọt máu nhanh hiện ra một cái bóng mơ hồ, hai tay của Ô Thường đột nhiên vỗ một cái và vung một cánh tay ra rồi quát một tiếng. "Đi!" Giọt máu tản ra, hóa thành từng tia quang ảnh mỏng manh rời đi, xông lên trời rồi tan ra bốn phương tám hướng sau đó biến mất. Mái tóc dài của Ô Thường không gió tự bay, hắn chậm rãi chắp tay lại trước ngực, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng ngâm. "Trở về, trở về, trở về." mọi người ở bên cạnh nhìn đám người hoàng ban đứng ngoài quan sát vẫn là lần đầu tiên thấy ô thường thi triển pháp thuật như thế cũng coi như được mở rộng tầm mắt sau khi thì thầm trở về trở về nửa canh giờ ô thường đột nhiên thở ra một hơi hai tay chắp lại trước ngực thả xuống và liếc nhìn mọi người xung quanh ta đã nói vô dụng rồi mà quá muộn pháp tắc thiên địa có hạn hồn đã về minh giới không bồng bềnh ở trên thế gian nữa rồi pháp lực của ta không thể đưa hồn từ minh giới tới được chờ một lát Mọi người cũng không nói gì nữa, dù sao người thi pháp đã cố gắng hết sức rồi. Nguyên sắc ngước mắt hỏi Hoàng Ban. Trên cơ bản thì chúng ta đều chưa từng gặp như hữu đạo, người và hắn chắc có quen thuộc, người xác nhận người chết là hắn sao? Hoàng Ban vội vàng cung kính trả lời. Chắc hẳn là hắn, chắc hẳn sao, sao giọng điệu giống lữ vô song vậy? Nguyên sắc vui vẻ a à một tiếng, hắn luôn luôn vui vẻ, người cũng to béo như trái tim vậy. Hoàng Ban sợ hãi nhanh chóng tiến đến bên cạnh cáng cứu thương và quỳ một chân trên mặt đất, lấy bảo kiếm bám vào bên cạnh di thể rồi dùng hai tay nâng lên kiểm tra. Sau khi xem qua số được đánh trên thân kiếm, hắn thả xuống, hai tay lại vạch vạt áo của người chết ra, để lộ ra ngực của người chết. Trên ngực của người chết có một vết sẹo đặc biệt bắt mắt. Hoàng Ban thò tay chạm vào để kiểm tra sau đó khép trang phục lại. Hắn lại dùng hai tay dâng mặt của người chết lên cẩn thận kiểm tra. Đúng lúc này, ngoài cửa có người bước vào. Đinh Vệ đã tới, sau khi nhận được tin tức, hắn phong trần mệt mỏi chạy về. Phía sau hắn có hai người đi theo, tất cả đều mặc áo tơi bước nhanh tới. Khi nhìn thấy mọi người ở đây, hắn nhanh chóng tiến lên hành lễ, nhất là với sư phụ của mình. Nguyên Sắc giơ tay lên ra hiệu miễn lễ, Đinh Vệ tự giác đứng ở bên cạnh và nhìn hoàng ban kiểm tra, thỉnh thoảng nhìn về phía gương mặt người chết, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Đôi mắt sáng ngời của Lữ Vô Song thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đinh Vệ quan sát phản ứng trên mặt hắn chờ một lát hoàng ban đứng dậy và chỉ vào di thể nói gương mặt người chết hơi khác với nghiêu hữu đạo nhưng con người trước và sau khi chết thường gương mặt cứng đờ nên có chút sai biệt là chuyện hợp tình hợp lý khi nhân viên các phái bước vào thánh cảnh đều bỏ vũ khí tùy thân ở bên ngoài vũ khí của bọn họ đều do phiếu miểu các phát xuống và đều có đánh số vũ khí của người chết chính là vũ khí của nghiêu hữu đạo trên ngực người chết có một vết sẹo sau khi nhân viên các phái bước vào thánh cảnh Trang phục tùy thân bị cưỡng chế lập tức thay. Khi bọn họ thay quần áo, Thuộc Hạ cũng có mặt ở đó. Thuộc Hạ đã từng nhìn thấy vết sẹo trên ngực của Ngưu Hữu Đạo. Vết thương phía sau lưng phù hợp với lời người chứng kiến kể lại, giống như chết ở dưới uy lực tấn công cực lớn của Thiên Kiếm Phù. Kết hợp các loại, người chết thật sự là Ngưu Hữu Đạo không thể nghi ngờ, không có sai. Đinh Vệ nhíu mày, nguyên sắc lại hỏi, người chứng kiến sự việc xảy ra ở hiện trường có tới không? Có tới, có tới hoàng ban liên tục gật đầu và phất tay ra hiệu chu thiên vũ tiến lên trả lời chu thiên vũ được gọi thì rất khẩn trương dập đầu lắp ba nói mình cũng không phải là người chứng kiến lúc chạy đến thì chuyện không may đã xảy ra sau đó hắn đẩy hai thủ hạ tận mắt chứng kiến ra trả lời thủ hạ của hắn cũng rất khẩn trương tuy nhiên cuối cùng cũng nói rõ ràng về chuyện đã xảy ra một người trong đó còn truy kích thích khách cũng nói rõ ràng tình hình trong quá trình truy kích đã để cho thích khách chạy thoát sau khi nghe xong nguyên sắc cho những người này lui xuống, cũng đưa thi thể đi. Nhân vật nhỏ rời đi rồi, ô thường chợt gửi lạnh một tiếng. Xem ra, có người không để ý tới đám người chúng ta, còn không biết đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng chúng ta nữa. La Thu, năm đó, ngươi không phải cũng vậy sao? Ô thường mắt lạnh đảo qua, ngươi không phục à? La Thu vùng hai tay áo và chắp tay phía sau, xoay người trực tiếp đối mặt. Tuyết bà bà than thở, được rồi, ta thật hy vọng hai người các người đánh tới người chết ta sống, đánh không dám thật sự đánh còn bày ra bộ dạng thối tha như thế để làm gì trước tiên là nói về chuyện trước mắt đã hung thủ vô pháp vô thiên này là ai điều tra thế nào lữ vô song đột nhiên nói nguyên bàn tử nói chuyện riêng một chút khi lữ vô song xoay người rời đi còn liếc mắt nhìn phản ứng đinh vệ mỹ nhân đã mời xin lỗi không tiếc mọi người được thịt béo của nguyên sắc run rẩy đi theo giống như một quả cầu thịt vậy mọi người đều lạnh lùng nhìn hai người rời đi không biết hai người giở trò quỷ gì sau lưng mọi người. Một nam một nữ, một kẻ xinh đẹp, một người mập mạp khác thường, hai người đứng lại ở bãi đất trống ngoài viện. Sau khi nghe Lữ Vô Song nói thầm một lúc, nguyên sắc không cười được nữa. Lữ Vô Song, người nói cũng không thể nói lung tung được. Đồ đệ này của ta rất ngoan, đó là truyền nhân y bát mà ta coi trọng, còn mong hắn làm cho ta hưởng phúc đấy. Ngươi đừng vội chọc phá quan hệ sư đồ của ta, phải vậy không? Trên mặt Lữ Vô Song lộ vẻ châm chọc có phải ta nói lung tung hay không người điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao hắn là người của ngươi cộng thêm thân phận địa vị của hắn có ngươi che chở thì người khác khó có thể nhúng tay vào bằng không đích thân ta lại điều tra ta lặp lại một lần nữa đây là những lời nghiêu hữu đạo khi còn sống đã nói cho ta biết ta chỉ là chuyển lời cho ngươi ngươi thích tin hay không thì tùy ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi hồng vận pháp chết vẫn có thám tử do vạn thú môn xếp vào mất tích đều là chuyện xảy ra trước khi hắn hoặc thủ hạ của hắn chạy tới. Chẳng lẽ chuyện này không khả nghi sao? Trong mắt Nguyên không ngừng có sắc tinh quang chấp hiện, chờ một lát, hai người trở lại chính viện, Nguyên sắc vẫn vui tươi hớn hở, vẫy tay với đinh vệ gọi đồ đệ xê qua và căn dặn. Hôm nay, phiếu miểu các là do ngươi nắm giữ, ngươi chạy về là được rồi. Ngươi làm việc ta cũng yên tâm, chuyện này lại giao cho ngươi điều tra, có kẻ dám ngang nhiên ám sát ở bên trong thánh cảnh, chuyện này không thể mất manh mối điều tra giống như trường hợp của Hồng Vận Pháp được. Nhất định phải mau chóng bắt hung thủ về quy án, cho mọi người một câu trả lời. Vâng, Đinh Vệ chắp tay nhận lệnh, đi đi, nhanh đi làm chuyện của ngươi đi, nguyên sắc vung tay béo lên, Đinh Vệ xin cáo lui. Hắn vừa về tới trung su đường của Vấn Thiên Thành đã lập tức triệu tập nhân viên có liên quan để hỏi đến kỹ càng về vụ án. Bên trong địa cung, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong. Trên một chiếc giường ngọc nhỏ có một con ngân hồ xinh đẹp đang cuộn mình ngủ. Tay Hắc phân nâng một vô lượng quả phát ra ánh sáng màu đỏ đầy linh tính, sắc mặt nghiêm trọng nhìn sang hai bên và khẽ gật đầu. Trong 12 vị trưởng lão hồ tộc liền có 4 người đi ra, lần lượt đứng ở bốn góc của giường ngọc, bọn họ đồng thời chậm rãi đẩy hai tay ra, tạo thành bốn pháp nhãn có thể thấy được yêu lực trào về phía ngân hồ đang ngủ say, ngân hồ trong giấc ngủ chậm rãi bị bốn yêu lực nâng lên trên không trung. Chương 1709, Nâng cơ phục nguyên 2 sau khi được cố định, bốn vị trưởng lão cùng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu. Mười ngón tay Hắc Vân đang cầm vô lượng quả khống chế lấp vỏ và dùng sức xé một cái. Vỏ quả tách ra thành hai nửa, có thể thấy chất lỏng màu đỏ giống như nham thạch chảy xuôi. Chất lỏng rời khỏi vỏ quả thì ánh sáng màu đỏ tăng vọt, nhuộm đỏ mọi vật và người trong gian phòng đá. Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài quan sát, hít sâu một hơi cảm giác được một mùi thơm kỳ lạ giúp nâng cao tinh thần, nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của hồ tộc, quan sát cách sử dụng của vô lượng quả. Nước quả với ánh sáng màu đỏ chảy ra giống như có sức sống vậy, Hắc Vân thi pháp ép tới khiến nó giống như linh xà màu đỏ bơi về phía ngân hồ, tìm được môi của ngân hồ liền chậm rãi chui vào bên trong miệng của ngân hồ. Đợi cho nước trong vỏ quả đã hết sạch, nước quả cũng đều đã vào trong bụng của ngân hồ. Ánh sáng màu đỏ bên trong lập tức biến mất, Hắc Vân thả hai tay xuống, bốn vị trưởng lão liên thủ thi triển yêu lực bắt đầu dịch chuyển hai tay, đẩy mạnh yêu lực vào trong cơ thể ngân hồ. Nghiêu hữu đạo nhìn chăm chú một lúc, biết chắc hẳn không thể nhìn thấy kết quả trong giây lát. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên tay Hắc Vân và kéo ống tay áo Hắc Vân, chỉ vào vỏ quả trên tay hắn rồi dùng tay ra hiệu hỏi thăm. Hắc Vân hiểu ý của hắn đang hỏi vỏ quả còn dùng được nữa không? Hắc Vân lắc đầu, khẽ nói, vỏ quả không dùng được, dược lực đều ở trong nước quả. Nghiêu hữu đạo thò tay lấy vỏ tới tay, phát hiện vỏ đã thành màu nâu và mất đi phần linh tính, dạn nứt. Mặc dù vỏ không đặc biệt cứng nhưng rất dai, không thi pháp thì rất khó đẩy ra được. Sau khoảng một canh giờ, bên trong đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, nhưng ánh sáng rất ôn hòa chứ không mãnh liệt như trước nữa. Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú vào đó và phát hiện ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể Ngân Hồ tràn ra, theo lông tóc không ngừng chậm rãi chảy ra ngoài giống như ánh sáng. Ngân Hồ ngủ say biến thành ánh sáng rực rỡ điên cuồng phun ra màu hồng phấn. Cũng vào lúc này Hắc Vân lại lên tiếng, thay người, thật ra yêu lực của bốn vị trưởng lão vẫn chưa tiêu hao hết nhưng hắc vân muốn mọi chuyện phải ổn thỏa lập tức lại có bốn vị trưởng lão tới bên cạnh giường ngọc hai tay đồng thời đẩy ra yêu lực cũng cách không rót vào trong cơ thể ngân hồ đợi cho bốn người toàn diện tiếp nhận việc vận chuyển yêu lực trong cơ thể ngân hồ bốn vị trưởng lão trước đó mới dám dừng tay và chậm rãi lùi sang một bên sau đó tất cả ngồi xuống khoanh chân ở bên tường và bước vào trạng thái điều tức khôi phục lại qua một canh giờ sau hắc vân lên tiếng đổi người lần này vừa thay người không bao lâu ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể của ngân hồ chợt thu vào trong cơ thể duy nhất chỉ có một chỗ còn ánh sáng màu đỏ chính là ở vị trí vết sẹo chỗ nghi tâm của ngân hồ trên vị trí vết sẹo ánh sáng màu đỏ càng lúc càng mãnh liệt tất cả ánh sáng màu đỏ trong cơ thể hình như đều tập trung vào chỗ này cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng màu đỏ chấp nó vẫn tiếp tục chấp hiện không ngừng qua một canh giờ sau lại đổi người nhóm bốn vị trưởng lão hồ tộc đầu tiên lại tiếp nhận duy trì một canh giờ đổi một nhóm như hữu đạo cũng rất kiên trì luôn đứng bên cạnh Hắc Vân nhìn. Sau khoảng 8 9 canh giờ, Nghiêu Hữu Đạo phát hiện ra vết sẹo chỗ nghi tâm của ngân hồ đã dần dần biến mất, dưới ánh sáng màu đỏ, nó đã hình thành một con mắt dựng thẳng khép kín. Bởi vậy có thể thấy được vô lượng quả có năng lực tạo lại cơ thể. Nghiêu Hữu Đạo xem như đã mở rộng tầm mắt, âm thầm tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Lại qua hai canh giờ sau, ngân hồ cuộn mình trên không trung có cử động, cái đuôi đang cuộn lại khẽ lắc, hai tay, hai chân cũng đang từ từ xòe ra. Bỗng nhiên con mắt dựng thẳng ở mi tâm của ngân hồ mở ra và lộ ra một con người đẹp như lưu ly, ánh sáng màu đỏ chấp hiện cũng đột nhiên biến mất, thu vào bên trong con mắt. Ngay sau đó, hai mắt đang nhắm cũng đột nhiên mở ra. Ngân hồ tỉnh lại và di chuyển trên không trung, chậm rãi nhìn tình hình xung quanh. Hắc Vân lộ ra vẻ mừng rỡ, trưởng lão các khác đang nhàn rỗi cũng không ngoại lệ. Dừng tay, tránh ra, ngân hồ di chuyển trên không trung phát ra giọng nói trong trẻo. Bốn vị trưởng lão thi pháp lập tức thu công pháp và đồng thời dừng tay lui về phía sau. Ngân Hồ quay người và lập tức hóa thành một nữ tử trong chiếc váy lụa màu trắng với ống tay áo tung bay, thoải mái chuyển động hạ xuống, cho người ta cảm giác giống như bị ảo giác. Chân nàng chạm lên trên giường ngọc và đứng vững, từ trên cao nhìn xuống mọi người với vẻ mặt ôn nhu hòa ái, lại phong tình vạn trùng. Hắc Vân cùng với một đám trưởng lão vội quỳ một chân xuống đất, vui mừng bái kiến. Tộc trưởng đẹp đây là đánh giá trong lòng nghiêu hữu đạo khi nhìn thấy ngân hồ hóa thành hình người trong lòng hắn âm thầm xúc động không trách được có thể khiến cho loại nhân vật như la thu phải động tâm đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu của ngân cơ nhìn hắc vân và mỉm cười tiểu hắc hắc vân ngẩng đầu nước mắt lập tức lưng tròng một nam nhân cuối cùng lại có vài phần nghẹn ngào hai tay ngân cơ đưa về phía mọi người giả đỡ và ôn nhu nói đứng lên đi hắc vân và tất cả trưởng lão đứng lên tất cả kích động tới nói không ra lời ánh mắt ngân cơ chợt nghiêm lại, nhìn bàn tay của mình và lại khẽ vuốt ve gò má của mình. Hồ tiên quả, ánh mắt nàng nhìn về phía mọi người như đang hỏi, các người lấy được hồ tiên quả À? Rõ ràng nàng có chút kinh ngạc, thứ mà năm đó nàng tốn hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ lại để tộc nhân phía dưới lấy được. Cái này nói ra rất dài dòng, một lời khó nói hết nên hắc vân chỉ xuống. Là được sự giúp đỡ của hắn, lúc này ngân cơ mới chú ý tới nghiêu hữu đạo đứng trong góc phòng, nàng nhìn chằm chằm vào hắn và rõ ràng có ấn tượng, buột miệng nói ra. Là ngươi à, Ngưu Hữu Đạo tiến lên hành lễ, Ngưu Hữu Đạo bái kiến lão tộc trưởng, Ngưu Hữu Đạo, ngân cơ nghi ngờ hỏi những người khác, hắn là, Hắc Vân nói, tộc trưởng, hắn là đệ tử của Thương Tụng, đệ tử của Thương Tụng, vẻ mặt ngân cơ kinh ngạc nhìn Ngưu Hữu Đạo một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ người hóa giải một đòn kia của ta, chính là sử dụng càn khôn quyết của Thương Tụng khi ta mới gặp thương tụng đã từng giao đấu với hắn, không sai. Sư phụ của ngươi đang ở đâu? Vấn đề này lại càng xấu hổ hơn nên như hữu đạo xoa xoa mũi. Lúc này Hắc Vân thay hắn giải thích, tộc trưởng, hắn cũng chưa từng gặp thương tụng, là thương tụng ở huyễn giới điệp mộng đã bố trí truyền nhân cách đời. Hắn kể với ngân cơ về chuyện hoang đường mà trước đây Nhiêu Hữu Đạo lừa dối bọn họ. Thì ra là thế, cuối cùng ngân điệp nhi lại không đi cùng phu thê bọn họ mà bị giam cầm ở trong huyễn giới điệp mộng vẻ mặt ngân cơ bừng tỉnh giống như giấc mộng lại hỏi ngưu hữu đạo ngân điệp nhi bây giờ có khỏe không ngưu hữu đạo trầm mặt lắc đầu nói không quá tốt một khi nàng hiện ra nguyên hình thì không nhận ra ai hết ta vội vàng chống đỡ áp lực của đám người chín thánh nên không dám giữ nàng ở bên người không thể làm gì khác hơn là đưa nàng về huyễn giới điệp mộng cũng không biết tình hình của nàng thế nào nữa tuy nhiên ta chắc hẳn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện sau khi lối vào huyễn giới điệp mộng không có cách nào khép kín chín thánh lệnh cho vạn thú môn mộng mở rộng loại khu quang thảo ở huyễn giới điệp, với ý định từng bước xâm chiếm huyễn giới điệp mộng, giới tu hành sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng thôi. Tới lúc đó có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào. Ôi, ngân cơ thở dài, gật đầu, ngân điệp nhi có vấn đề, vẫn cần thương tụng thi pháp hóa giải yêu khí dị trùng trong cơ thể nàng mới có khả năng bình thường được. chương 1710, nội gian của hồ tộc. Đúng rồi, thương tụng là tiên mất tích nên ly ca tìm không được. Thương tụng không ở đó thì, Ly Ca cũng không có cách nào áp chế yêu khí dị chủng trong cơ thể Ngân Điệp Nhi suốt thời gian dài, chắc cũng là vì điều này nên Ly Ca mới giam cầm nàng ở bên trong đại trận. Sau đó Ly Ca cũng biến mất, Ngân Điệp Nhi ở một lần là mấy trăm năm. Trông nàng thổn thức không thôi, như hiểu đạo khẽ gật đầu, sau khi đi qua hồ tộc hắn đã từng có suy đoán đó. Ngân cơ lấy lại tinh thần tò mò hỏi, ngươi làm sao lấy được hồ tiên quả từ trên tay cửu thánh. Cái này nói ra thật sự rất dài dòng, nhiều hiếu đạo nhường cho tộc trưởng hồ tộc đang nóng lòng trao đổi với lão tộc trưởng kể lại, hắn ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng sẽ bổ sung vài câu. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người dẫn ngân cơ đến mật thất và mở ra hộp ngọc nhỏ, để cho nàng quan sát 11 hồ tiên quả còn lại. Ngân cơ thò tay chạm vào cái hộp, vẻ mặt rất phức tạp. Lúc trước, hồ tiên quả có vô số quả ăn không hết, sau này chỉ còn lại 12 quả được cửu thánh khống chế rất nghiêm mật, người ngoài muốn thấy cũng khó, không ngờ cuối cùng lại bị các ngươi trộm hết không biết sau khi bọn họ biết sẽ có cảm tưởng thế nào nàng cười gượng và lại hỏi nghiêu hữu đạo ngươi dự định xử lý những trái này thế nào nghiêu hữu đạo tất cả đều do ta làm chủ sao ngân cơ vô lượng quả ở hồ tộc ta cũng không qua cần thiết thật ra năm đó nó chỉ được xem là một loại trái cây đặc biệt mà thôi nhưng không nghĩ thiếu chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho hồ tộc ta hồ tộc ta là hình người hay hình hồ thì có gì khác nhau đâu nghe tiểu hắc kể đồ ở trên tay ngươi còn có tác dụng hơn ở trên tay chúng ta. Ngươi cứ cầm lấy, Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, nó đúng là có tác dụng lớn đối với ta, muốn đối đầu với chín thánh ta thật sự cần vật ấy. Cảm ơn lão tộc trưởng thành toàn, không cần khách sáo, hồ tộc giúp đỡ ngươi là hy vọng có thể nhận được sự báo đáp của ngươi. Ngân cơ nói rất thẳng thắn, năm đó ta đi qua nhân gian chính là muốn tìm được người giúp đỡ, thế nhưng người người đều sợ hãi tám thánh nên không dám phản kháng. Ô thường dám phản lại nhưng trong lòng có ý định gây rối. Ngươi cũng dám phản, chỉ mong ngươi không trở thành Ô thường thứ hai. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú về phía Ngưu Hữu Đạo trở nên trong suốt thâm thúy, hình như muốn nhìn xuyên qua tâm tư của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo im lặng một lúc mới đưa ra một lời hứa hẹn. Nhân yêu có đường đi khác nhau, tương lai nếu có khả năng, ta sẽ để tu sĩ nhân gian hoàn toàn rời khỏi hồ tiên cảnh, hủy bỏ lối đi giữa hai giới, trả lại hồ tiên cảnh cho hồ tộc. Được, ngân cơ gật đầu chỉ mong ngươi có thể làm được nghiêu hữu đạo lão tộc trưởng tín nhiệm ta như vậy sao ngân cơ nếu không tín nhiệm thì hồ tộc ta còn có lựa chọn nào khác sao có cơ hội thì phải thử một chút ít nhất bây giờ ngươi còn cần hồ tộc ta tạm thời sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho hồ tộc ngươi nói có đúng hay không nghiêu hữu đạo thao tay cầm hộp ngọc nhỏ và lại lấy ra một vô lượng quả đưa cho ngân cơ lão tộc trưởng giữ lại quả này làm đồ dự phòng ngân cơ lắc đầu đẩy tay từ chối tạo ra một cao thủ kỳ nguyên anh phản kháng chín thánh có tác dụng hơn là cho chúng ta như hữu đạo dựa vào vũ lực để đối đầu với chín thánh có tu vi mấy trăm năm thêm một quả hay bớt một quả cũng không có ý nghĩa gì lớn nếu như mười hồ tiên quả đều vô dụng như vậy xuất hiện thêm một quả cũng không thay đổi được điều gì lão tộc trưởng không nên từ chối nữa cứ giữ lại dự phòng cho hồ tộc như mỗ không có ý gì khác chỉ là một chút tấm lòng mà thôi ngân cơ cười thịnh tình không thể chối từ được ta nhận lấy nàng nhìn về phía Hắc Vân khẽ gật đầu, lúc này Hắc Vân tiến lên dùng hai tay nhận lấy trái cây kia và lui ra. Sau đó Ngân Cơ nói chuyện với Nhiêu Hữu Đạo rất nhiều và cũng rất lâu. Phát hiện ra Ngân Cơ rất quan tâm tới tình thế bên ngoài, Nhiêu Hữu Đạo chợt nói một câu. Tạm thời lão tộc trưởng tốt nhất vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn. Ngân Cơ, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi nhìn chín thánh tàn sát hồ tộc ta mà không phản kháng sao? Nhiêu Hữu Đạo, lão tộc trưởng không lộ diện mới là tốt cho hồ tộc, Ngài vẫn có một nữ nhi ở trên tay La Thu, ngài có thể buông tay được sao? Ngài dám cam đoan La Thu sẽ không lợi dụng nữ nhi này mà đi đối phó với ngài à? Chỉ sợ đến lúc đó có nhiều hồ tiên quả hơn nữa cũng không cứu được ngài, có lẽ còn có thể làm cho càng nhiều hồ tộc không thể không chịu chết. Bên nào nhẹ bên nào nặng, ta nghĩ trong lòng lão tộc trưởng cũng hiểu rõ đi. Nhắc tới nữ nhi, ngân cơ lập tức buồn bã, vẻ mặt đám người hắc vân cũng nghiêm trọng, tâm tình cũng rất nặng nề. Nhiều hữu đạo tiếp tục nói ngài khôi phục lại con mắt dựng thẳng sẽ làm la thu nghi ngờ hồ tiên quả có vấn đề đây chỉ là ta một lo lắng của ta căn cứ vào các loại dấu hiệu la phương phỉ cũng không biết người mẹ như ngài tồn tại nếu ngài đột nhiên xuất hiện bảo nàng làm sao tiếp nhận được hiện thực mẫu thân mình là hồ tộc nàng có thể tiếp nhận được sao đừng nói la thu tám thánh khác sẽ đối xử với nàng thế nào tạm thời vẫn không nên đi gặp thì tốt hơn có một số việc cứ để từ từ sẽ đến không nên làm ngay một lúc bỏ công sức sẽ có được thành quả, nước chảy sẽ thành sông, ngài thấy thế nào? Hắn thật sự sợ nữ nhân này nhớ nữ nhi tới sốt ruột, không nhịn được sẽ len lén chạy đi gặp nữ nhi. Ngân cơ lặng lẽ gật đầu, ta hiểu ý của ngươi, như hữu đạo chắp tay xin cáo lui, không có ý định làm phiền nàng thêm nữa. Lúc rời đi, như hữu đạo lặng lẽ vẫy tay với Hắc Vân. Sau khi hai người tránh qua một bên, như hữu đạo nhìn Hắc Vân nói. Giúp ta chú ý lão tộc trưởng, đùa kiểu gì vậy, Ngươi tưởng đây là nhà ngươi chắc, Hắc Vân trừng mắt và muốn nổi giận, Nghiêu Hữu Đạo giơ tay lên ngăn cản, ta không có ý gì khác, ta sợ lão tộc trưởng không nhịn được sẽ len lén đi gặp nữ nhi, lẽ nào ngươi hy vọng lão tộc trưởng gặp phải nguy hiểm nữa sao? La Thu lại ra tay thì có thể sẽ không chỉ đơn giản móc đi một con mắt dựng thẳng như vậy đâu. Nếu phát hiện con mắt dựng thẳng, phát hiện không thể dồn lão tộc trưởng vào chỗ chết, hắn tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Nếu phát hiện lão tộc trưởng muốn đi ra ngoài, các người nhất định phải cố gắng hết sức khuyên bảo. Nếu thật sự khuyên không được, cần phải đúng lúc nói cho ta biết một tiếng, cũng tiện để cho ta đúng lúc nghĩ cách cứu chữa. Ta bảo người chú ý lão tộc trưởng là muốn tốt cho lão tộc trưởng, không phải hại nàng. Lẽ nào người hy vọng sẽ hại chết lão tộc trưởng sao? Hắn cũng không hy vọng tự nhiên có chuyện đâm ngang, tối thiểu trước khi xảy ra chuyện thì trong lòng cũng phải hiểu rõ, cũng tiện đúng lúc đề phòng, không muốn mình gặp bất ngờ mà trở tay không kịp. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Vân im lặng một lát rồi đột nhiên nói: "Ngươi thậm chí có thể lấy ra trái cây kia, dựa vào quan hệ của ngươi và Sa Như Lai, ngươi có thể nghĩ cách đưa La Phương Phỉ ra không? Nghiêu Hữu Đạo, đưa ra thì dễ nhưng đưa ra rồi làm gì? Trói La Phương Phỉ ở đây sao? Lão tộc trưởng có thể không thả tự do cho nữ nhi à? Ngươi nghĩ loạn gì thế?" Cũng đúng, Hắc Vân khẽ gật đầu, "Ta biết rồi." Trong lòng hắn buồn bực, Hồ tộc luôn luôn trung thành và tận tâm với lão tộc trưởng, chỉ chớp mắt một cái, sao mình lại thành nội gian do người ngoài xếp vào ở bên trong hồ tộc rồi. Nghĩ thế nào cũng có cảm giác là lạ. Bầu trời tối đen, đêm lạnh lẽo, thiệu bình ba với hai bên tóc mai hoa dâm đứng lặng ở trên một sườn núi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư, nhìn xa nhìn ánh đèn mơ hồ trên ngọn núi phía xa. Nơi ngọn đèn đó là Tây Bình Quan, chương 1711, yêu phi họa nước một. Gió đêm kéo tới, hơi lạnh tập kích khiến hắn không nhịn được giơ nắm tay lên bên miệng và ho khan vài tiếng. Thiệu Tam tỉnh đi tới, run rẩy lấy một chiếc áo choàng và khoác lên đầu vai của hắn. Đại công tử, đêm đã khuya nên bên ngoài rất lạnh, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Thiệu Bình Ba chậm rãi nói, chậm nhất là đêm mai thì đại quân Doãn Trừ sẽ đến, trận chiến lớn quyết định số phận của ba nước sẽ bắt đầu. Thiệu Tam tỉnh, đúng vậy, Thiệu Bình Ba giơ tay lên ra hiệu, Thiệu Tam tỉnh ngầm hiểu bước nhanh rời đi, chỉ một lát sau gọi một người chịu trách nhiệm tên Hắc Thủy Đài tới. Đại nhân, người tới cúi chào thiệu bình ba phái người đi tây bình quan thế nào rồi người tới nói mỗi ngày thám tử bên kia báo ba lần cho đến nay tất cả vẫn bình thường đều nằm trong dự đoán của đại nhân không có gì bất ngờ